Triệu công tử yên tâm, tôi đã cho Cố Nhược Hy uống thuốc rồi, tối nay nhất định đưa cô ta đến phòng cho anh. Người đâu, vịt đã nấu chín rồi còn có thể bay mất, còn không mau đi tìm cho tôi. Long chủ, nếu ngài muốn rút lui khỏi Long Nha, chi bằng quay về tiếp quản tập đoàn Đằng Đạt. Tôi, Trịnh Càn Khôn, nguyện làm thư ký cho ngài, đứng gác cho ngài. Không, tôi còn chuyện quan trọng hơn, cần phải xử lý. Chuyện Lục Mang tinh đồ, trước đây giao cho anh điều tra, có kết quả chưa? Là thuộc hạ bất tài, tôi đã lục tung tất cả kho dữ liệu của đại hạ, vẫn không tìm ra manh mối nào. Nếu vậy, thì tôi sẽ tự mình đi điều tra. Mối thủ giết chị, tôi cũng sẽ tự mình báo thù. Long chủ, thôi được rồi, không nói nữa. Tóm lại, Long Nha sau này, nhờ cả vào mọi người. Lũ khốn này, còn giở trò mỹ nhân kế với tôi. Tám giờ tối mai, hai tập đoàn đầu ngành của thành phố chúng ta, tập đoàn Cố Thị và tập đoàn Triệu Thị, sẽ tổ chức tiệc mừng công tại khách sạn Sơn Hải. Theo nguồn tin thân cận cho biết, Cố Nhược Hy tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị sẽ kết hôn với Triệu Anh Kiệt, con trai thứ hai của tập đoàn Triệu Thị. Bông cải tốt đều bị heo gặm hết rồi. Đúng vậy, Cố tổng là nữ tổng tài xinh đẹp nhất thành phố Đông Giang chúng ta, lại bị Triệu Anh Kiệt tên công tử bột không chuyện ác nào không làm chiếm mất. Cô ta chính là Cố Nhược Hy. 5 năm trước tôi ngủ với cô ta rồi. Ha ha ha, anh Lâm, người ta là Cố tổng đó, thân giá mấy chục tỷ, liệu có cho anh ngủ không? Giấc mơ nào anh cũng dám mơ nhỉ? Cố Nhược Hy tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, sao cô ta lại đến đây? Đứa bé đó là... Cố tổng có con gái rồi sao? Ai sinh cho cô ta vậy? Ba ba, thất thất nhớ ba lắm. Bạn nhỏ này, không thể gọi bừa ba ba được đâu. Con không gọi bừa, ông ấy chính là ba của con. Đây là kết quả xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm cho thấy, người được kiểm tra Cố Thất Thất và Lâm Phàm có quan hệ cha con. Anh Lâm. Anh vậy mà, thật sự là cha ruột của con gái Cố tổng sao? Thất Thất thật sự là con gái của anh sao? Tối hôm đó, sao cô không nói cho tôi biết? Uống say bí tỉ, tôi bị trêu chọc, nói với anh để làm gì? Để anh cho tôi 3.000 tệ à? Vậy tôi cũng có thể chăm sóc hai người. Nếu không phải gần đây, nhà họ Triệu quá khắt khe với tôi. Ồ, nhà họ Triệu, Triệu Anh Kiệt ép cô kết hôn phải không? Để tôi giải quyết hắn ta cho, như vậy được không? Chuyện kết hôn với nhà họ Triệu, anh không cần lo lắng, sẽ bị bọn họ đả kích, cổ phiếu cũng sẽ bị tụt dốc. Vì gần đây tôi không có thời gian, muốn anh chăm sóc cho Thất Thất. Anh kết hôn với tôi đi, về nhà chăm sóc Thất Thất. Kết hôn, ba cưới mẹ đi mà, bạn nhỏ khác đều có ba. Thất Thất cũng muốn có ba. Đi nào, đi nhanh lên. Hóa ra anh Lâm, anh ấy thật sự không nói khoác, anh ấy thật sự ngủ với Cố tổng rồi. Ê, Thất Thất có ba rồi. Thật ra, nếu tôi đi chiều chọc, Cố Tình Vũ,
hoặc xử lý Triệu công tử, thì chúng ta cũng không cần phải kết hôn. Anh yên tâm. Dù muốn uống rượu, hay là đi ba tán gái, tôi sẽ cho anh 50.000 tệ, tiền tiêu vặt, tiền thì không cần, tôi có. Cứ cầm lấy, chút tiền ấy của anh, không đủ tiêu đâu. Ba ba, có phải ba rất thích đi uống rượu với các chị gái xinh đẹp không? Thất thất có rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể cho ba đó. Không có, không có, không có chuyện đó. Ồ, đây chẳng phải là Lâm Phàm, cậu bạn đáng yêu thời cấp 3 của tôi sao? Cô là Lâm Phàm, nếu không phải anh đẹp trai, thì tôi còn chẳng thèm nhìn tên nghèo kiết sắc anh lấy một cái. Anh vậy mà dám từ chối lời tỏ tình của tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Hừ, nhìn thấy chiếc xe đó không? Là của bạn trai mới tôi đấy, cả đời này anh cũng đừng hòng mua nổi. La Phi Phi. Vẫn còn nhớ tôi sao? Xem ra là vẫn còn nhung nhớ tôi lắm nhỉ? Có chuyện gì? Nghe nói, sau khi bị tôi đá, anh đã sa đọa đến mức đi sàm sỡ chính chị gái ruột của mình, còn chơi chết cô ta nữa. Ôi chao, đáng lẽ ra anh phải chết trong tù chứ? Hả? Ba ba, người phụ nữ xấu xí này là ai vậy? Ngươi nói ai xấu xí hả? Ba ba. Hừ, loại người như anh, vậy mà cũng có con gái sao? Chẳng lẽ là cưỡng hiếp người khác, rồi sinh ra đứa bé này sao? Đừng ép tôi, phải tát cô trước mặt con gái tôi. Phi Phi, tên bảo vệ này là ai vậy? Nói chuyện kiểu gì vậy? Anh yêu, anh ấy chính là người mà em đã kể với anh đó. Bạn học cấp 3 của chúng ta, kẻ đã sảm sỡ chính chị gái ruột của mình, đẻ ra đứa bé đó. Ôi chao, không ngờ đã ra tù rồi cơ đấy, thật là rác rưởi. Nói bậy, ba ba của tôi không phải là người xấu. Để ta nói cho người biết. Ba của người ấy, hắn ấy chính là một tên rác rưởi. Còn ngươi, ngươi chắc cũng là một con oát con thôi nhỉ? Ha ha ha. Cho cô mặt mũi rồi mà được nước lấn tới phải không? Không cần, tốn nước bọt. Này người đẹp, vội vàng đi đâu vậy? Nói chuyện thêm chút nữa đi, chó tốt không cản đường. Xí, tính tình lớn nhỉ? Nhưng theo tôi thấy, chỉ có người xinh đẹp mới có tư cách nổi nóng. Để tôi xem cô trông như thế nào, có tư cách nổi nóng hay không? Không được bắt nạt mẹ tôi. Nhóc con nào đây? Cút sang một bên cho ta. Muốn chết à? Anh Cường. Từ từ. Các người dám đánh anh ấy. Bạn trai tôi là quản lý phòng thị trường của tập đoàn cố thị ông trùm ở Đông Giang đấy. Các người động vào anh ấy. Cả nhà các người đừng hòng đặt chân ở Đông Giang nữa. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng không được bắt nạt con gái tôi. Anh chỉ biết chém giết thôi sao? Đánh loại người này cần phải chọn ngay sao? Hừ. Bây giờ biết sự lợi hại của tập đoàn cố thị rồi chứ gì. Nhưng mà, tôi cho cô một cơ hội, đi theo tôi đến khách sạn, phục vụ tôi một tháng. Chỉ cần khiến tôi thoải mái, thì tôi sẽ xem xét tha cho các người. Anh Cường, câm miệng, phục vụ anh ta một tháng á? Đúng, một tháng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, thì tôi không phải là không thể cho cô một cơ hội được bao nuôi. Vậy để tôi xem thử, đây là cái gì? Ê, 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 vừa nãy không phải là, không phải còn nói, là đánh chết sao? Tôi khác với cô, đồ tôi làm hỏng, tôi có thể đền, cô đền nổi không? Được, đánh rồi, thì muốn hối hận, cũng không dễ vậy đâu. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho công ty, tôi đảm bảo sẽ khiến các người không thể đặt chân ở Đông Giang được nữa. Giờ trò trước mặt tôi á, không cần gọi, cho tập đoàn cố thị đâu, tôi lập tức đuổi việc anh, đuổi việc tôi. Hừ, chơi trò nhập vai với tôi phải không? Thích như vậy chứ gì? Đi theo tôi đến khách sạn chơi đùa thỏa thích. Loại người như anh, đuổi việc là còn nhẹ nhàng đấy. Tôi sẽ thông báo cho toàn ngành, phong sát anh. Hừ, còn diễn nghiện rồi à? Con nhỏ rác rưởi này. Dám đánh vợ tôi, còn có lần sau, tôi sẽ đánh gãy tay cô. Được, được, được. Không coi tập đoàn cố thị chúng tôi ra gì phải không? Bây giờ tôi sẽ gọi người đến. Tôi muốn các người quỳ xuống đất, dập đầu liếm chân tôi. Anh cũng xứng đại diện cho tập đoàn cố thị sao? Tần Chí Cường, mở to mắt ra, nhìn cho kỹ. Xem tôi là ai? Cố tổng. Tôi không quan tâm cô là ai. Hôm nay tôi nhất định phải hủy hoại dung nhan của cô. Cô câm miệng cho tôi. Cố tổng, đều là tôi có mắt như mù. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi người đến xử lý bọn họ đi. Câm miệng, cô ta chính là Cố Nhược Hy, cố tổng của tập đoàn cố thị. Cố Nhược Hy, cố tổng, đều là người phụ nữ này khiêu khích ly gián. Tôi vô tội mà. Cô, tôi cầu xin cô tha cho tôi đi. Loại người như anh không xứng đáng ở lại tập đoàn cố thị, không xứng có việc làm. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, biến khỏi mặt tôi, đi. Anh Cường.
Ba ba, sao? Mẹ lợi hại như vậy, không sợ ba thua, kém hơn mẹ sao? Vậy sao? Ba lợi hại hơn mẹ. Đó là đương nhiên, ba có thể đánh bại. Hơn một vạn người đấy. Một vạn người là bao nhiêu người vậy ba? Một vạn người là rất nhiều người đó. Wow, ba lợi hại quá. Ba lợi hại quá. Lừa gạt trẻ con có vui không? Đi thôi, về nhà ăn cơm. Cố Nhược Hy, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cố Nhược Hy, con bị điên rồi sao? Mẹ, đây là tự do của con. Nhà họ Triệu, vốn dĩ đang ủng hộ, cố tình vô anh họ của con, đối đầu với con. Bây giờ con lại, gả cho một tên bảo vệ. Sau này bọn họ không biết, sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với con. Con còn nói với tôi về tự do. Mẹ, thật ra nhà họ Triệu và Cố Tinh Vũ đều không đáng để tâm đến. Ai đây mà dám gọi bừa? Mẹ, tôi là chồng của Nhược Hy. Tôi đến đây cũng muốn nói với bà. Có tôi ở đây, không ai có thể đe dọa đến Nhược Hy được. Cậu nghĩ cậu là ai? Hay là chính tổng của tập đoàn Đăng Đạt à? Dám không coi tôi và Triệu công tử ra gì? Ba của con là siêu nhân đó. Tôi khuyên anh nên mau chóng rời khỏi tập đoàn Cố Thị, rồi cầu xin Triệu công tử tha thứ đi. Nếu không, miệng chó không mọc được. Đây là nhà tôi. Đừng đây làm loạn, mau cút khỏi. Đây cho tôi. Bảo anh cút. Không nghe thấy sao? Hả? Được, các người đợi đấy. Để tôi nói chuyện với mẹ. Ai cho cậu đi? Mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói rõ cho mẹ. Ôi chao. Mẹ tức chết mất. Thật ra năm đó con không quan tâm nghề nghiệp của anh ấy. Có đôi khi, đừng nên so đo những thứ này. Hóa ra ba của Thất Thất là một tên bảo vệ, chẳng trách con giấu ta. Bao nhiêu năm nay, ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình nhỉ? Hắc Sát, anh đến nhà tôi làm gì? Bằng Hắc Hổ chúng tôi, được Triệu công tử nhờ vả, mong Cố tổng chuyển nhượng 60% cổ phần với giá 1 tệ, chuyển nhượng cho Cố Tinh Vũ. Không thể nào, tập đoàn Cố Thị là do cha tôi tự tay gây dựng nên, tôi sẽ không bán. Được lắm, nếu đã vậy, thì cô cứ giữ cổ phần nó, để làm của hồi môn đi. Triệu công tử đã nói rồi, sẽ trả cho tôi gấp đôi, thật hào phóng. Được thôi, lấy 20 tỷ trước đi. 20 tỷ, sao anh không đi cướp luôn đi? Tôi đang cướp đây. Cô làm gì được tôi? Cố tổng, lựa chọn đi. Cô muốn mẹ cô hay muốn cổ phần? Nhược Hy, Hắc Sát, anh. Ngoan ngoãn cho tôi, đến lượt cô sau. Đừng nhìn ra ngoài nữa. 200 anh em băng Hắc Hổ của tôi đã bao vây biệt thự rồi. Bây giờ cho dù là một con ruồi cũng không bay vào được. Trong mắt các người còn có vương pháp sao? Ha ha ha, xin lỗi nhé. Ở Đông Giang này, tôi chính là vương pháp. Tôi cho cô 3 giây. Ta cũng cho người 3 số, cút khỏi căn phòng này. Ngươi là ai? Chuyện của băng Hắc Hổ ta mà ngươi cũng dám xen vào? Một tên bảo vệ quen, cũng dám đến đây giao ai? Còn dám xen vào chuyện của băng Hắc Hổ ta? Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Ngươi không cút, thì chết đi. Siêu nhân của con. Lâm Phàm, băng Hắc Hổ ở Đông Giang, là bá chủ ngầm, thế lực phi thường,
Thâm độc tàn nhẫn, anh đừng có dại dột, nghĩ đến Thất Thất đi, muốn đi, hôm nay đã thấy máu rồi, cả nhà ngươi, đều phải, chôn thân ở đây. Thứ anh không phải là muốn dự án sao, tôi sẽ cho anh, không cần, người chết rồi, tiền vẫn là của ta, cô ôm Thất Thất đi trước đi. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự chặt hai cánh tay, rồi dẫn người của ngươi cút khỏi đây, sắp chết đến nơi rồi, mà ngươi còn dám đe dọa ta, anh em, chặt tứ chi của nó cho ta trước. Hôm nay các người dám động vào một sợi tóc của Lâm Phàm, cho dù phải bán nhà bán cửa, tôi cũng sẽ liều mạng với các người. Ta, Hắc Sát, không phải là người dễ bị hù dọa. Anh em, lên cho ta. Đừng sợ, cho dù trời có sập, thì cũng có tôi đỡ. Nhóc con, cũng có chút sức lực đấy, nhưng người nghĩ như vậy, là có thể đấu với ta sao? Ba của con không sợ các người đâu. Ba con là siêu nhân, ta có hơn 200 anh em, mỗi người một nhát dao, cho dù ngươi là Tôn Ngộ Không, cũng bị băm thành thịt vụn, vậy thì gọi hơn 200, anh em của anh đến đây đi. Tôi sẽ giải quyết hết một lượt. Lâm Phàm, cậu mau câm miệng đi. Chính vì kết hôn với cậu, mà nhà họ Triệu mới tìm băng hắc hổ, đến đối phó với Nhược Hy. Cậu còn ở đây mạnh miệng, chẳng lẽ hại Nhược Hy chưa đủ sao? Mẹ, đừng nói nữa. Kết hôn với Lâm Phàm là do con tự nguyện. Hắc Sát, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Tôi ký, nhưng anh đừng làm hại Lâm Phàm. Tôi không đồng ý. Anh đừng làm loạn nữa. Sợ rồi sao? Cho dù bọn chúng có đến 2 vạn người nữa, cũng không làm tôi bị thương được. Mẹ, đừng sợ. Một người có thể đánh bại hơn 1 vạn người á? Đương nhiên, đừng giả vờ nữa. Tôi đưa cho anh ta là được rồi. Cũng tại tôi, anh vốn dĩ là một tên cha nam ăn chơi chắc táng, không nên để anh có liên quan đến việc này. Tôi đã nói rồi mà, mấy tên rác rưởi băng hắc hổ này, tôi có thể giải quyết dễ dàng. Khâu vết thương xong rồi hắn khoát lác. Anh không vì Thất Thất được sao? Đúng là không thể để trẻ con nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ để lại bóng ma tuổi thơ cho con bé. Sao, tìm bậc thang để xuống rồi à? Không cứng miệng nữa rồi sao? Nói cho người biết, hôm nay người chết chắc rồi. Hả? Ồn ào. Giải quyết lũ người bên ngoài cho tôi. Nhóc con, gan to đấy. Một mình dám đối mặt với 200 anh em của ta, lũ người bên ngoài, băm nó thành thịt vụn cho ta. Ha ha ha, Lâm Phàm, xong đời rồi. Hại chết chúng ta rồi, sau khi cậu ta bị đánh chết, người tiếp theo, chính là chúng ta. Lâm Phàm, mẹ, đừng sợ, ba nhất định sẽ đánh bại tất cả những kẻ xấu, ba nhất định sẽ không lừa con. Hắc Sát, thứ anh cần ở đây, tôi sẽ ký ngay bây giờ, bảo người của anh dừng tay, muộn rồi, hắn dám khiêu khích ta. Thì hắn ta đã là người chết rồi, chết trong chính ngôi nhà của mình, cũng coi như là chết hỉ rồi. Hả? Nhanh, mang đầu của nó đến cho ta. Ta muốn lấy nó để nhắm rượu. Rượu này, hôm nay ngươi đừng hòng uống được. Lâm Phàm, anh sao rồi? Không sao, đây đều là máu của bọn chúng. Nhưng bằng đảng Hắc Hổ nói, 200 người sẽ đến. Hắc Sát chẳng qua là đang phóng đại sự thật. Tôi đã nói mà, nếu thật sự có, hắn làm sao có thể trở về lành lặn được.
cùng lắm cũng chỉ có 197 người, 197. Anh Lâm, tôi sai rồi. Anh Lâm, cho tôi một cơ hội. Tôi muốn làm người tốt. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi. Ngươi không biết trân trọng. Nói đi, muốn chết như thế nào? À, tôi biết sai rồi. Tôi không muốn chết. Ê, cố tổng, tôi cầu xin cô giúp tôi với. Tôi hứa, tôi sau này sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa. Cô giúp tôi cầu xin anh ấy. Tôi không muốn chết, cầu xin cô. Hắc sát, được rồi. Anh không cần thiết vì hắn mà nhúng tay phạm tội đâu. Đúng, tôi chính là chó. Sau này, tôi chính là chó của ngài. Ngài bảo tôi đi hướng đông. Tôi tuyệt đối không dám đi hướng Tây. Ngươi còn chưa xứng làm cháu của ta. Dẫn người của ngươi cút khỏi Cố gia. Vâng, tôi đi. Bây giờ bà tin tôi có năng lực bảo vệ Nhược Hy và Thất Thất rồi chứ? Không đơn giản như vậy đâu. Anh có thể đánh 200 người, còn 1 vạn người thì sao? Huống chi, Triệu gia thế nhưng là bá chủ Đông Giang. Đây chỉ là thủ đoạn kém cỏi nhất thôi. Chuyện tiếp theo, không phải động tay động chân, là có thể giải quyết được. Mẹ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Thất Thất đói rồi. Ăn đi. Tôi thấy hai người vẫn nên chuẩn bị. Quan tài đi. Cố Tinh Vũ, sao anh lại đến đây? Tất nhiên là tôi đến để gặp cô rồi. Tại sao trông các người lại chán nản như vậy? Mơ tưởng, hợp đồng đều đã ký rồi. Còn cứng miệng, có ý nghĩa gì chứ? Anh nghe ai nói? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tôi sẽ không bao giờ giao nó. Cổ phần khống chế Cố thị tập đoàn. Không thấy quan tài không đổ lệ. Chờ đấy. Thúc nói cái tên đầu to kia sao? Ngươi nói là cái tên đầu to kia sao? Hắn dẫn người tới đây, nhưng đều bị ba tôi đánh đuổi rồi. Cô bé à? Cái con ngốc này, chính là ngươi tìm cho Cố Thất Thất, cha dựa mới đây à? Chỉ có loại người như cô, mà muốn đánh đuổi người ta, hoàng đế ngầm hắc sát. Có muốn tôi giúp cô, xử lý hắn không? Được rồi, đừng có giả vờ hung dữ trước mặt tôi. Chắc chắn là hắc sát và đồng bọn, không có thời gian rảnh. Vừa hay, Triệu công tử cũng hối hận, để bọn họ nhúng tay vào. Hoàn toàn không cần thiết, anh về nói với Triệu Anh Kiệt, bảo hắn cũng phải biết điều một chút, nếu không tôi sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Cố Nhược Hy, cô chờ đó, ở trước mặt tôi, cô ngay cả tư cách lấy trứng chọi đá, cũng không có, chưa kể tôi cũng có thể đập nát đá. Cố tổng, đại sự không ổn rồi, Triệu gia không chỉ hủy bỏ, hợp tác với chúng ta, ngay cả rất nhiều thương hội, tư cách hợp tác, đều hủy bỏ với chúng ta rồi. Cố Nhược Hy đồng ý chưa? Cô chỉ là một món đồ chơi tương đối đẹp, mà thôi. Nếu Triệu tổng muốn cô sống thì cô sẽ phải sống, muốn cô chết thì phải chết, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Không có hắn, tôi vẫn có thể dẫn dắt Cố thị tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Còn cứng miệng, tôi xem cô giải thích với cổ đông khác như thế nào. Trong cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai, tôi sẽ dùng thực lực đảm nhận vị trí chủ tịch Cố thị tập đoàn. Nhược Hy, nếu nhà họ Triệu hủy bỏ hợp tác với chúng ta, chúng ta sẽ không có đủ tiền để tiếp tục dự án Lăng Vân. Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ buộc con phải nhận lỗi và từ chức. Bây giờ phải làm sao đây? Mẹ, mẹ yên tâm, chỉ cần tìm được đối tác hợp tác khác, đảm bảo dự án Lăng Vân tiến hành thuận lợi, không ai có thể làm lung lay vị trí của con. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, làm gì có ai có thực lực thay thế Triệu gia chứ? Tập đoàn Đằng Đạt, Trịnh Càn Khôn, hiện tại ông ta đang ở Đông Giang. Chỉ cần có thể gặp được ông ta, mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Nhưng mà cô muốn tìm Trịnh Càn Khôn hợp tác. Tôi có thể giới thiệu cho cô một chút. Anh có thể liên lạc với Trịnh tổng sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Lai, cô thật sự tin lời anh ta nói sao? Anh ta mà quen biết Trịnh tổng, có khi anh ta gặp ông ấy còn phải cúi đầu chào. Hắn gặp tôi đúng là phải hành lễ. Ôi bà Thất Thất thật tuyệt vời. Lâm Phàm, anh đưa Thất Thất và mẹ đi ăn cơm trước đi. Tôi còn có việc phải ra ngoài. Sắp xếp xe cho tôi ngay. Tôi muốn đến gặp Trịnh tổng. Cố tổng, vừa liên lạc với thư ký của Trịnh tổng. Trịnh tổng không có ở khách sạn, hơn nữa còn nói rõ, không rảnh gặp chúng ta. Chúng ta về trước đi, ngày mai lại đến, nhất định phải gặp được Trịnh tổng. Ba có thể dạy con kung fu không? Con muốn trở nên tuyệt vời như ba, bảo vệ mẹ, con là đứa trẻ ngoan. Ba dạy con cái gì đây? Dạy con một chiêu này. Thế nào, loại kung fu này thật lợi hại. Tất nhiên rồi, đó chính là chiêu trăm phát trăm trúng, bất kỳ kẻ địch nào cũng có thể một chiêu mất mạng. Không còn sớm nữa, cô mau đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của Trịnh tổng ngày mai lại nghĩ cách.
Đây là cách duy nhất. Cô phái người theo dõi sát sao động tĩnh của Trịnh tổng. Bất luận như thế nào, tôi cũng phải gặp ông ta một lần, cho dù có chặn ở nhà vệ sinh. Vâng, tôi đi làm ngay. Con muốn học. Ngoan, ngoan nào. Mẹ ơi, ba lợi hại quá. Giao bay tiểu lâm, trăm phát trăm trúng, lợi hại quá. Cô đi gặp Trịnh Càn Khôn rồi sao? Thật ra, tôi với ông ấy khá thân thiết. Nếu cô muốn quen biết ông ấy, tôi gọi ông ấy tới đây. Gì cơ? Anh sẽ không nói là anh với ông ấy từng đứng gác cổng cùng nhau chứ? Gác cổng thì chưa, gác cửa quốc gia thì được chứ? Cái tài ba hoa chích chòe của anh, lừa Thất Thất thì được, lừa tôi thì thôi đi. Anh chơi với con bé đi, tôi đi tắm. Tên Lâm Phàm này tuy thích ba hoa chích chòe, nhưng từ khi anh ta tới, Thất Thất quả thật vui vẻ hơn nhiều. Có anh ta chăm sóc Thất Thất, tôi cũng có thể chuyên tâm xử lý việc công ty rồi. Cô không sao chứ, Nhược Hy? Hả? Ai cho anh vào đây? Tôi ở dưới nhà nghe thấy trên lầu có tiếng hét thảm thiết, tưởng cô gặp chuyện gì nguy hiểm nên vội vàng lên đây. Ai ngờ cô đang tắm ở đây. Tôi không sao. Đóng cửa lại. Tôi bảo anh ra ngoài đóng cửa lại. Cô không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Nhưng mà cô chảy máu mũi rồi kìa. Thật sự không sao chứ? Gần đây uống canh gà nhiều quá, bổ quá đấy mà. Có gì mà phải nghĩ lên thế? Anh mau ra ngoài đi. Nguy hiểm thật. Không ngờ tên Lâm Phàm đó, thân hình cũng khá đẹp trai. Anh còn quay lại làm gì? Không, tôi muốn xác nhận thôi. Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà. Không phải chuyện đó. Cô muốn gặp Trịnh Càn Khôn không? Tôi với ông ấy khá thân thiết. Rồi sao? Rồi được rồi. Cô là mẹ ruột của Thất Thất. Để cô một mình nuôi con lớn như vậy, tôi thật sự rất có lỗi với cô. Chuyện này tôi bằng lòng giúp đỡ. Tên khốn, anh muốn nhìn trộm tôi tắm, cũng tìm cái cớ khả thi hơn chút đi chứ. Được lắm, anh sỉ nhục IQ của tôi đấy à? Tôi thật sự không có ý đó. Còn chối cãi. Tiểu Lâm phi đao. Ba, mẹ có sao không? Mẹ con không sao, ba con suýt thì có chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này làm sao nói với con được? Alo, tôi, chủ thượng, về hung thủ giết hại chị gái ngài. Bên tôi đã điều tra được một số manh mối mới, muốn trực tiếp báo cáo với ngài. Tôi đang trông con ở Long Bình số 8. 20 phút nữa, tới nhà tôi. Vâng, chủ thượng. Chuyện người lớn con đừng hỏi nhiều. Đi thôi, đi chơi thôi. Thất Thất, ba ra ngoài một lát, còn ở nhà chơi nhé, ngoan nào. Dạ, ba đi làm việc đi. Thất Thất sẽ ở nhà, ngoan ngoãn chờ ba về, ngoan lắm. Tên thối tha này, không lẽ hắn nhìn trộm mình? Trịnh tổng, sao ông ta lại tới đây? Không thể nào là tới tìm mình chứ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trịnh Càn Khôn bái kiến chủ thượng. Ấy, miễn lễ, miễn lễ. Mau nói xem, điều tra được gì rồi? Chủ thượng, dựa theo manh mối ngài cung cấp, chúng tôi tra ra được biểu tượng ngôi sao sáu cánh này là một tổ chức tà ác bí mật, biểu tượng của cửu đầu xà. Trên người thành viên cửu đầu xà đều có hình xăm lục mang tinh. Cửu đầu xà, trước đây chưa từng nghe nói tới. Làm gì vậy? Chúng gần như làm đủ mọi chuyện ác, trong đó bao gồm buôn bán nội tạng người,
Nhưng mà, bọn chúng vẫn luôn ẩn mình rất sâu, rất nhiều lần hành động, đều chưa từng công khai, dưới danh nghĩa cửu đầu xà, cho nên mới khó điều tra như vậy, buôn bán nội tạng người. Chẳng trách, thiếu mất một trái tim, lão Trịnh, còn chưa đầy một tháng nữa, là ngày giỗ đầu của chị tôi. Nhất định phải trước lúc đó, giúp tôi tóm được hung thủ, tôi muốn đích thân báo thù cho chị tôi, để tế điện linh hồn của chị ấy trên trời. Vâng, thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi điều tra. Ấy, khoan đã, chủ thượng còn gì căn dặn? Hai, thôi đi, thôi đi. Nhược Hy không thích tôi giúp cô ấy lo chuyện bao đồng, đi thôi. Vâng. Này, cô định đi đâu thế? Trịnh tổng đâu rồi? Trịnh tổng nào? Chính là Trịnh tổng, lão tổng của tập đoàn Đằng Đạt ấy. Trịnh Càn Khôn là người vừa rồi tới đây đó. Ờ, cô nói là lão Trịnh đó hả? Tôi để ông ấy về rồi. Cái gì? Anh có biết, để được gặp Trịnh Càn Khôn, tôi đã phải ăn 7 lần bơ và bị người ta khinh bỉ, cuối cùng cũng khiến ông ấy cảm động, đích thân tới cửa, anh lại đuổi người ta về. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông ấy là vị cứu tinh duy nhất của công ty chúng ta, anh đuổi ông ấy đi, làm sao tôi không kích động được chứ? Được rồi. Anh đuổi ông ấy đi. Làm sao tôi không kích động được chứ? Chó thật, này. Nói vậy nghe hơi khó nghe đấy, tuy ông ấy là người làm việc cho tôi, nhưng nói là chó, không phải hơi quá đáng sao? Lâm Phàm, chắc là tôi ở kiếp trước, nợ anh một mạng đúng không? Vậy ở kiếp này, trừng phạt tôi đi. Không có, nếu cô không tin, bây giờ tôi gọi ông ấy quay lại, im miệng, tôi, Cố Nhược Hy này mà tin anh, tôi là, đồ đại ngốc. Tôi nói cho anh biết, sau này không được tự ý, xử lý việc công ty, có người tới, cũng phải báo cho tôi ngay lập tức, không được tự ý quyết định, hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Nhược Hy, ấy, Nhược Hy, Nhược Hy, ba. Ba đừng giận mẹ nữa. Mẹ cũng không phải cố ý hung dữ với ba đâu. Bây giờ làm gì còn tới lượt ta giận cô ấy nữa. Bây giờ đều là mẹ con đang giận ta. Rồi. Đều tại Thúc Tinh Vũ, là tên đại xấu xa, khốn khiếp, ngày mai mẹ mà mất việc, đến lúc đó, nhà mình, sẽ phải ra ngoài ngủ gầm cầu. Yên tâm đi, có bà ở đây, ai cũng không thể bắt nạt mẹ con được, ngày mai ba sẽ tới hội đồng quản trị, giúp mẹ giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không để Thất Thất, ngủ gầm cầu đâu, tuyệt quá, ngày mai con sẽ đi cùng ba. Ba nhớ phải dẫn theo, chú Trịnh Càn Khôn tới cứu chúng ta nhé. Nguyễn tay đi. Nào, Nguyễn tay thắt cổ. Trăm năm không thay đổi. Ai thay đổi người đó là đầu heo. Cố Tổng, tình hình của Trịnh Tổng thế nào rồi? Vẫn như cũ, vẫn chưa có cơ hội để trao đổi với ông ấy. Hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Tối qua Trịnh Tổng đã tới, dưới lầu nhà tôi rồi. Kết quả lại bị Lâm Phàm đuổi về. Tôi có lá bài tẩy cuối cùng rồi. Hy vọng có thể khiến các cổ đông không còn lo lắng về Cố Tinh Vũ nữa. Tiếp tục ủng hộ tôi, ý của cô là chuyện viện sĩ Ngụy đồng ý gia nhập sao? Đúng vậy, có sự ủng hộ của chuyên gia kỹ thuật như viện sĩ Ngụy, rào cản kỹ thuật của dự án Lăng Vân sẽ nhanh chóng được đột phá, tốc độ hệ hung xe tăng lên gấp bội. Chỉ cần bọn họ cho tôi thêm 3 tháng, tôi tự tin có thể thu hút đủ đầu tư. Cố Nhược Hy, đây là hội đồng quản trị tập đoàn, cô dẫn theo con bé làm gì? Thích dẫn theo con bé như vậy, hay là từ chức về nhà trông con luôn đi? Lúc ba qua đời, đã để lại cho Thất Thất 10% cổ phần Cố Thị tập đoàn. Nó vốn dĩ chính là cổ đông của Cố Thị. Tại sao lại không thể tới đây? Cô đang ngụy biện. Cụ Cố ơi, Thất Thất không thể ở lại đây sao? Thất Thất đương nhiên có thể ở lại đây rồi. Thất Thất ở bên cạnh cụ Cố. Dạ. Ông nội, sao ông cũng hùa theo con bé gây rối vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải gọi chức vụ Cố Tứ Hải, tôi cho ông mặt mũi rồi phải không? Thằng nhóc, sao lại nói chuyện với ta như vậy? Tôi chính là nói chuyện như vậy đấy. Nể mặt ông, nên mới gọi ông một tiếng ông nội. Không nể mặt ông, ông chính là đồ già. Anh muốn tạo phản sao? Tạo phản thì sao? Sau lưng tôi là Triệu gia. Ông, một người trên danh nghĩa của Cố gia, muốn đè nén tôi, nằm mơ đi. Cố Nhược Hy, đây là thông báo hủy bỏ hợp tác mà Triệu Thị tập đoàn gửi tới. Cô là tổng giám đốc Cố Thị. Phải cho chúng tôi một lời giải thích. Triệu Thị muốn hủy bỏ hợp tác, đó là chuyện nội bộ của họ, liên quan gì tới tôi? Chính là cô, giao cho Lâm Phàm, tên bảo vệ đó,
khiến Triệu công tử mất mặt, dẫn đến Triệu thị tập đoàn chấm dứt hợp tác. Bây giờ cô còn ở đây thoái thác trách nhiệm, kết hôn với ai là tự do của tôi. Triệu thị tập đoàn nếu vì một đoạn tình cảm vốn dĩ không hề tồn tại mà ảnh hưởng tới dự án mấy chục tỷ, vậy thì bọn họ cũng không phải là đối tác hợp tác thích hợp của chúng tôi. Vì dự án Lăng Vân, Cố thị đã đầu tư hơn 100 tỷ tài sản, một khi thất bại, Cố thị tập đoàn sẽ không còn tồn tại nữa. Dự án Lăng Vân không có sự ủng hộ của bá chủ Đông Giang là Triệu thị tập đoàn, căn bản không thể nào thành công. Bây giờ cô còn nói tới tự do đáng giá bao nhiêu tiền? Mấy năm nay, chính tôi là người dẫn dắt Cố thị tập đoàn từ giá trị thị trường 10 tỷ tăng lên tới 300 tỷ hiện tại. Tôi có thể dẫn dắt Cố thị thoát khỏi khốn cảnh. Thoát bằng cách nào? Mau nói cho tôi biết, thoát bằng cách nào? Cho tôi thêm 3 tháng nữa, tìm được 50 tỷ đầu tư, tôi có thể lấp đầy chỗ trống. Do Triệu thị tập đoàn rút lui, khiến dự án Lăng Vân tiến hành thuận lợi, thật nực cười. Chỗ trống về vốn đầu tư này, cho dù bán cả Cố Nhược Hy cô, cũng không thể lấp đầy được. Cố Nhược Hy, cô chỉ có một con đường duy nhất có thể đi, đó chính là nhường lại vị trí tổng giám đốc Cố thị cho tôi, ly hôn với Lâm Phàm, đi cầu xin Triệu công tử tha thứ. Chỉ có như tôi mới có thể thuyết phục Triệu gia tiếp tục hợp tác, cứu vãn toàn bộ Cố thị tập đoàn. Thúc xấu xa, không được ép buộc ba mẹ tôi. Im miệng, con bé này, đây không có phần ngươi nói chuyện, còn dám bắt nạt mẹ, cẩn thận tôi không khách sáo với thúc đâu. Qua một bên đi, quát con, Cố Tinh Vũ, anh đừng ở đây làm càn, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với Lâm Phàm. Lâm Phàm, tên bảo vệ thối tha đó, ngay cả một cọng lông chân của Triệu công tử cũng không bằng. Triệu công tử có thể không so đo hiềm khích trước đây, chấp nhận cô, đây là phúc phận tu mấy kiếp mới có được, phúc phận này, tự anh đi mà hưởng đi. E là, chuyện này e rằng không tới lượt cô quyết định, tôi đề nghị, từ bây giờ, vị trí tổng giám đốc Cố thị, do tôi đảm nhiệm. Ai tán thành, ai phản đối? Ủng hộ Cố Tinh Vũ, tiếp nhận chức vị tổng giám đốc, Cố tổng, cô phải lấy đại cục làm trọng, không thể trơ mắt nhìn, Cố thị tập đoàn, đi tới bờ vực diệt vong chứ, các người không thể tin tưởng tôi, một chút sao, không phải là chúng tôi không tin tưởng cô, mà là chúng tôi không dám đánh cực, đúng vậy, Cố tổng, bây giờ xem ra, Cố Tinh Vũ mới là người thích hợp nhất. Cố Nhược Hy, nghe thấy chưa? Tôi mới là tổng giám đốc, đáng để họ tin tưởng nhất. Cố Tinh Vũ, ngươi lại đi giúp đỡ người ngoài, đối phó với người nhà mình, im miệng cho tôi. Đồ già kia, ở đây không có phần ông lên tiếng. Cố Nhược Hy cô hưởng thụ nhiều như vậy, tài nguyên của Cố thị tập đoàn thì phải trả giá. Phụ nữ mà, chơi ai mà chẳng là chơi. Cố Nhược Hy, tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô đồng ý hay không đồng ý? Cụ Cố ơi, ông đánh hắn ta đi, chờ ba tới, thúc xấu xa sẽ không dám bắt nạt người ta nữa. Ba ngươi, tên bảo vệ thối tha đó, có thể bỏ ra 50 tỷ, để giải vây cho mẹ ngươi à? Hừ, ba tôi nói là, chú Trịnh Càn Khôn giàu có, sẽ nghe lời ba con, lát nữa sẽ dẫn theo, chú Trịnh Càn Khôn tới đây, ba con thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy, ba con còn ngoéo tay với Thất Thất nữa. Không lừa Thất Thất đâu. Vậy ngươi nói thử xem, Trịnh Tổng, người có giá trị nghìn tỷ của tập đoàn Đằng Đạt, tại sao lại vì một tên bảo vệ thối tha mà đắc tội với Triệu gia? Đương nhiên là vì ba tôi lợi hại rồi, ba tôi là siêu nhân mà, võ công cái thế, còn có thể xé xác người bằng tay không? Được rồi Thất Thất à, đây là chuyện người lớn. Được rồi, Cố Nhược Hy, thu lại cái tâm tư đó của cô đi. Cô tưởng tôi không biết, Lâm Phàm sao? Ngay cả cửa thương hội còn không vào được, còn tôi với Triệu công tử, ngay khi ông Trịnh đến, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, làm sao có thể vì Lâm Phàm mà đối đầu với Triệu gia, bá chủ Đông Giang được. Cố Nhược Hy, nếu không có đầu tư, thì mau ký hợp đồng, cho tôi mau. Cố Tinh Vũ, anh bị điên rồi sao? Thúc xấu xa, không được bắt nạt mẹ tôi, cẩn thận tiểu Lâm phi đao đánh cậu đấy. Phi đao cái khỉ gì chứ? Hôm nay, ta sẽ xử lý cả con nhóc này, để sau này, Triệu thiếu không phải phiền lòng. Hôm nay, nếu anh còn dám hung dữ với con gái tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến anh tan xương nát thịt. Ba. Lâm Phàm. Chúng tôi, tập đoàn Đằng Đạt, rất hứng thú với dự án Ngự Lăng Vân của quý công ty và muốn đầu tư 100 tỷ. Cô xem chúng ta có thể hợp tác được không? Đầu tư 100 tỷ, chỉ cần dự án Ngự Lăng Vân của chúng tôi có 20% lợi nhuận, so với tập đoàn Triệu Thị là 40%. Đúng là như vậy,
Chỉ cần cô ký, 2 tỷ sẽ được chuyển đến tài khoản của cô Thị ngay lập tức. Lâm Phàm, anh thật sự quen biết Trịnh Tổng sao? Đã nói với cô là anh ấy là đồng nghiệp tôi rồi mà. Cô còn không tin. Ba đúng là siêu nhân. Thất thất tin ba mà. Từng đứng gác chung với Trịnh Tổng, bảo vệ mà. Tôi xin được bày tỏ ý kiến, muốn cố tổng tiếp tục ở lại cố thị làm tổng giám đốc. Ai tán thành, ai phản đối? Tôi tán thành, tôi tán thành, tôi phản đối. Tên vô liêm sỉ. Xin lỗi mọi người, đường tắc quá, đến muộn một chút không sao chứ. Ba, là thúc ấy bắt nạt mẹ. Nghe nói ở đây có kẻ, vì muốn đầu tư 50 tỷ, mà ép buộc. 50 tỷ thôi mà, anh nói nghe thật dễ dàng. Anh có lấy ra được 50 tỷ không? 50 tỷ thôi mà, đối với tôi chỉ là con số. Số tiền này tôi bỏ ra. Giả vờ, cậu, mở miệng là 50 tỷ, ai cho cậu cái gan đó? Tôi. Trịnh Tổng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đằng Đạt, Trịnh Càn Khôn, sao ông ta lại đến đây? Vì tấm lòng của Cố Nhược Hy, đầy thiện chí này cảm động. Vì Lâm tiên sinh đã lên tiếng, nên tôi đồng ý đầu tư 50 tỷ. Trịnh Tổng, 50 tỷ cho Cố thì sao? Lão Trịnh, đừng lề mề nữa, ký hợp đồng đi. Lâm Phàm, anh dám nói chuyện, vô lễ với Trịnh Tổng như vậy, quá coi thường ông ấy rồi, đúng không? Trịnh Tổng, hoan nghênh ngài đã đến Cố thị, ngài đến tìm tôi phải không? Không thể ra sang mình tiếp, mong ngài thứ lỗi, tôi quen anh sao? Tuần trước, chúng ta đã cùng nhau ăn cơm, tôi là Triệu Anh Kiệt, Cố Tinh Vũ bên cạnh Triệu Đại Thiếu đây, không quen biết, cút đi. Lâm Phàm, Trịnh Tổng còn đang đứng kìa, anh ngồi đó, là quá coi thường Trịnh Tổng rồi, nhìn ông ấy tức giận kìa, tôi nhường chỗ, anh hỏi xem ông ta dám ngồi không? Đây là người chồng tốt mà cô tìm đấy, đắc tội với Trịnh Tổng rồi đấy, hai người chính là tội đồ của Cố Thị. Nói gì mà đắc tội với không đắc tội, trước mặt Lâm tiên sinh, Trịnh Tổng tôi đương nhiên, chỉ có thể đứng. Đến lượt anh lên tiếng sao? Cố Tổng, nếu không có ý kiến gì với nội dung hợp đồng, thì ký đi. Ngày mai tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo và công bố việc Đằng Đạt nhập cổ phần, công khai kế hoạch giai đoạn đầu của dự án Ngự Lăng Vân. Được, tôi nhất định sẽ đến dự. Trịnh Tổng, dự án Ngự Lăng Vân là do Triệu Gia chỉ đích danh, ông muốn đầu tư cho Cố Nhược Hy, chính là đang đắc tội với Triệu Gia. Ông nên suy nghĩ cho kỹ, Đằng Đạt muốn đầu tư vào cái gì, còn phải xem sắc mặt của Triệu Gia sao? Không ngờ ở đất Đông Giang này, lại có kẻ dám không nể mặt, Triệu Gia tôi. Triệu công tử. Trịnh Càn Khôn, tay của ông chắc chưa đủ dài đâu, để nhúng tay vào, và gắp thức ăn, từ nồi của Triệu Gia tôi đâu. Triệu công tử, anh đến rồi, Trịnh Càn Khôn của Đằng Đạt, muốn phá hỏng kế hoạch của anh. Sao, tập đoàn Đằng Đạt tôi, không đủ tầm sao? Tập đoàn Đằng Đạt đương nhiên là có tầm có cỡ, nhưng đây là Đông Giang của Triệu Gia tôi. Ở Đông Giang, dù là hổ cũng phải nằm im, là rồng cũng phải cuộn mình. Còn cô, Cố Nhược Hy, sự nhẫn nhịn của cô đã đến giới hạn rồi. Tôi cho cô 3 giây, lập tức chia tay với tên bảo vệ hôi hám này. Ngoan ngoãn về làm thú cưng cho tôi. Nếu không, tôi sẽ biến nơi này thành sông máu, gà chó không tha. Tôi cũng cho anh 3 giây, cút khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không thì chết. Triệu Anh Kiệt, giữa ban ngày ban mặt, anh dám động thủ, anh còn coi Vương Pháp ra gì? Ở Đông Giang, Triệu Gia tôi chính là Vương Pháp. Trịnh Càn Khôn, ông thật sự muốn vì tên bảo vệ hôi hám Lâm Phàm này mà đối đầu với Triệu Gia ở Đông Giang sao? Có tôi ở đây, không ai được phép động đến một sợi tóc của Lâm tiên sinh. Người khác sợ Trịnh Càn Khôn ông, Triệu Anh Kiệt tôi không sợ. Ở Đông Giang, Triệu Gia chính là trời. Tập đoàn Đằng Đạt của ông có nhiều tiền đến đâu thì Triệu Gia tôi cũng có thể khiến ông không tiêu được một xu. Triệu Gia có liên quan đến cửu đầu xa, xong đời rồi, không ngờ Triệu Anh Kiệt lại trở mặt với Trịnh Tổng, đối thủ của Triệu Anh Kiệt, nhưng mà, người của hắn ta, bắt lấy Trịnh Càn Khôn, với tên bảo vệ hôi hám Lâm Phàm kia, chặt tay chân cho tôi. Anh muốn làm gì? Nếu anh dám động vào một sợi tóc của tôi sẽ khiến anh và Triệu Gia chết không có chỗ chôn thân. Muốn chết không có chỗ chôn thân sao? Được thôi, ba giỏi quá. Lâm Phàm, bình tĩnh, ông nội nói đúng đấy. Triệu Gia ở Đông Giang một tay che trời, anh giết hắn ta,
hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe rõ chưa, nhóc, còn không mau thả tay ra. Nể mặt ngươi đánh nhau giỏi. Bổn thiếu gia cho ngươi một cơ hội làm chó, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Sau này ta lên giường với vợ ngươi, sẽ cho ngươi đứng gác ở cửa. Không có cơ hội đó đâu. Lâm Tổng, Lâm Phàm, anh dám đánh Triệu công tử, dù Ngọc Hoàng có đến, cũng không cứu được anh đâu, anh gây họa lớn rồi. Anh chọc giận người không nên chọc rồi, đừng có hành động như mọt kẻ ngốc nữa, không ổn đâu, thế lực của Trịnh Tổng không phải ở Đông Giang, anh đắc tội với Triệu gia, con rắn độc này rồi. Lâm Phàm, ngươi gan nhỉ, ta nói cho ngươi biết, Chúa Giê-xu đến cũng không cứu được ngươi đâu, tôi nói rồi nhé. Cố Nhược Hy, tôi cho cô 24 tiếng. Đến cửa nhà tôi quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì tôi sẽ giết chết hết Cố thị các người. Dông bão sắp đến rồi, mọi người đừng lo. Tôi đánh ai tự tôi sẽ chịu hậu quả, là Triệu gia ở Đông Giang đấy, anh gánh vác nổi hậu quả sao? Cố tổng, không ổn rồi, công ty cung cấp đất cho dự án Ngựa Lăng Vân của chúng ta, công ty Khởi Minh đã hủy hợp đồng rồi. Sao? Sao có thể như vậy được? Tổng giám đốc của họ nói Triệu gia đã ra lệnh, toàn bộ Đông Giang sẽ không có công ty nào bán đất cho chúng ta. Ha ha ha. Cố Nhược Hy, cô xong đời rồi. Dự án Ngựa Lăng Vân không thể thiếu. Môi trường địa lý đặc thù của Đông Giang không còn đất nữa. Bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Để tôi xem các người lấy gì mà đấu với Triệu gia. Đến lượt anh, ngậm mồm vào rồi đấy. Được lắm, anh giỏi thật. Anh ta giỏi thì đi mà kiếm 10.000 mẫu đất công nghiệp cho cô ta đi. Không có đất, buổi họp báo ngày mai, tôi xem các người làm thế nào. Nhớ cho kỹ, các người chỉ còn 24 tiếng nữa thôi. Yên tâm, chuyện đất đai, để tôi giải quyết. Toàn bộ Đông Giang, 10.000 mẫu đất của họ, tất cả đều không bán cho kẻ thù của Triệu gia, bán đất cho chúng ta. Chỉ còn Phượng Vũ Các ở khắp cả nước, tất cả được bán tại địa phương, có thể đến chỗ họ mua mà. Phượng Vũ Các là một trong 4 thế lực lớn nhất ở Thượng Kinh, ngang hàng với Long Nha Đại Hạ, là thế lực đỉnh cao. Phượng Vũ Các không sợ nhà họ Triệu, nhưng đất đai là ngành nghề cốt lõi của họ, làm sao họ có thể bán cho chúng ta? Triệu gia chiêu này quá ác độc, ép chúng ta đi vào đường cùng rồi. Hay là chúng ta đồng ý với điều kiện của Triệu công tử đi? Tên nhóc này chẳng có quan hệ gì với chúng ta, đáng để chúng ta liều mạng với Triệu gia sao? Tên xấu xa, im miệng. Ba đã hứa với con là ba có cách rồi. Cách gì cơ? Là do anh ta gây họa. Theo tôi, nên giao anh ta ra để chuộc tội. Không được, Lâm Phàm vì giúp tôi mới đắc tội với Triệu Anh Kiệt, không thể giao anh ấy ra được. Ý của cô là muốn kéo cả Cố thị xuống bùn cùng sao? Mọi người yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Dù có chết, tôi cũng không để Cố thị bị thiệt hại. Cầm lấy cái này. Chỉ là đồng xu. Cái gì? Đồng xu mua 10.000 mẫu đất? Thất thất, ba đi trước đây, con ngoan ngoãn ở lại với mẹ nhé. Vâng ạ. Nhược Hy, anh ta bị điên rồi. Sao chúng ta lại có thể tin tưởng lời anh ta, lấy đồng xu đến Phượng Vũ Các mua đất chứ? Đó là Phượng Vũ Các đấy, đến cả Triệu gia cũng phải cúi đầu. Ba không phải đồ ngốc, ông ấy không có bệnh, lời ba ấy nói là thật đấy. Mẹ, mẹ mau làm theo lời ba đi. Thất thất, con còn nhỏ, không biết Phượng Vũ Các đáng sợ thế nào đâu. Ba con thật sự rất lợi hại. Ông ấy nói hôm nay sẽ đưa Trịnh Càn Khôn đến, và ông ấy đã đưa đến thật. Ông ấy sẽ không lừa thất thất đâu. Nhược Hy, không phải chứ, con định đi thật sao? Lỡ như cậu ta nói dối, Phượng Vũ Các trách tội, chúng ta không gánh vác nổi đâu. Đây là cơ hội duy nhất để con lật ngược tình thế. Dù có thất bại, con cũng phải đánh cược một phen. Mẹ, con cũng muốn đi. Điều tra kỹ lưỡng Triệu gia cho tôi. Tôi muốn biết rõ từng hành động của Triệu gia trong những năm gần đây. Dạ, chủ tịch. Cố tổng, hay là chúng ta về đi. Thế lực của Phượng Vũ Các rất đáng sợ. Chúng ta đây là đang múa trên lưỡi dao đấy. Vương hội trưởng, là mấy người này nhất quyết không chịu đi, cứ đòi gặp ngài. Ông chính là Vương hội trưởng phụ trách chi nhánh Phượng Vũ Các ở đây sao?
Tôi là Cố Nhược Hy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Thị. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi không quan tâm cô là Tổng Giám đốc gì, không quan tâm cô muốn làm gì với Phượng Vũ Các. Bây giờ lập tức cút khỏi đây cho tôi. Vương Hội trưởng, chúng tôi đến để bàn chuyện làm ăn, chỉ là tập đoàn Cố Thị nhỏ bé. Cô có tư cách gì để bàn chuyện làm ăn với Phượng Vũ Các, đặc phái viên của trụ sở chính? Sắp đến đây thì sát công việc, anh cho loại người này vào là muốn hại tôi. Mau đuổi họ đi. Hội trưởng, tôi đã đuổi họ rồi, nhưng họ không chịu đi. Vậy thì đánh đuổi. Cô tưởng Phượng Vũ Các tôi dễ bắt nạt sao? Các người mau cút đi cho tôi. Chú ơi, đừng đuổi chúng con đi. Là ba con bảo con đến đây. Chúng con còn có tín vật, chú xem đi. Tín vật? Thứ này, con lấy đâu ra? Là tín vật của ba con. Ông ấy nói cầm cái này đến chỗ các chú, dùng đồng xu để mua đất. Cô bé này, nói thật sao? Tôi là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Chúng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với Phượng Vũ Các. Cố Nhược Hy tôi thành tâm muốn mua đất của Phượng Vũ Các với giá thị trường 10.000 hecta đất nông nghiệp. Ha ha ha. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn các người nữa. Không cần phải cảm ơn. Chú, gan to bằng trời, dám cả gan đến đây sao? Dám đến Phượng Vũ Các lừa đảo. Hội trưởng, chuyện này, Vương hội trưởng, có phải là có hiểu lầm gì không? Có hiểu lầm gì không? Tôi không có ý định lừa dối ông. Hiểu lầm cái rắm. Người đâu, bắt hết bọn họ lại cho ta. Không phải đâu, Vương hội trưởng. Chú xấu xa, mau thả mẹ cháu ra. Không thì ba cháu đến, đánh chết chú đấy. Ba ngươi, hừ, đất đai là tài sản cốt lõi của Phượng Vũ Các tôi. Cô dựa vào cái dây chuyền rách nát này mà muốn lừa gạt. Dù hắn ta không đến, Phượng Vũ Các chúng ta cũng sẽ không tha cho hắn. Cố tổng, giờ phải làm sao đây? Tôi đúng là điên rồi, lại đi tin lời nói nhảm của Lâm Phàm. Thật sự lấy một cái đồng xu đến mua đất, lừa đảo thất bại, còn muốn giả vờ điên khùng để qua mặt. Không có cửa đâu, người đâu, bắt hết bọn họ lại cho ta. Dù lớn hay nhỏ, đều đánh gãy tay chân, lấy đó làm uy cho Phượng Vũ Các. Vương hội trưởng, không được động vào bọn họ. Ông muốn giết muốn chém, tùy ý ông. Chú là đồ xấu xa, mau trả đồ của ba cháu. Trả cho ngươi, được thôi, tự đến mà lấy. Anh đang làm gì vậy? Long thủ lĩnh. Long thủ lĩnh, ngài đang làm gì vậy? Vừa rồi ở đây xảy ra chút hiểu lầm, tôi sẽ xử lý ngay. Xử lý cái rắm, mắt chó của anh bị mù rồi à? Tên khốn, cậu có biết, vừa rồi cậu suýt nữa gây ra họa lớn không? Họa lớn, mấy người này dám cả gan, đến Phượng Vũ Các lừa đảo, đều là do thuộc hạ sơ suất, để tôi dạy dỗ bọn họ, cút sang một bên. Chuyện này, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chúng tôi đến Phượng Vũ Các mua đất, tuyệt đối không có ý định lừa đảo. Long thủ lĩnh ở đây rồi, mà cô còn dám chối cãi. Im miệng. Cái răng nanh sói này là do cô lấy đến? Không phải, do Lâm Phàm đưa cho tôi. Cái gì? Lâm Phàm là chồng của cô sao? Đúng vậy, Lâm Phàm là ba của con, là ba bảo mẹ. Cầm cái này đến đây. Xin lỗi, là chúng tôi đường đột. Đợi một chút. Hừ, gây rối ở Phượng Vũ Các xong, là muốn bỏ đi như vậy sao? Mơ đi. Nói nhảm nhiều quá. Cho hỏi, các vị muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi muốn mua đất của Phượng Vũ Các, 10.000 mẫu đất ở Đông Giang. 10.000 mẫu đất ở Đông Giang sao? Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên, mời các vị về trước, chờ tin của tôi. Vậy còn kịp cho buổi họp báo của Cố Thị chúng tôi không? Được. Chú nhớ nhanh lên nhé. Long thủ lĩnh, con đàn bà này, nói nhăng nói cuội, cứ để cô ta đi như vậy sao? Hừ. Tên khốn không biết trời cao đất dày. Long thủ lĩnh, yên tâm, thuộc hạ biết rõ đất đai quan trọng với Phượng Vũ Các thế nào. Dù con đàn bà đó có nói hay đến đâu, thuộc hạ cũng sẽ không mắc lừa. Vương Khải Nhiên, cậu đúng là có mắt như mù. Chữ Phàm được khắc trên răng nanh sói này là do các chủ tự tay khắc. Từ 5 năm trước, các chủ đã dặn dò toàn bộ chi nhánh trên thế giới nhìn thấy răng nanh sói này như nhìn thấy các chủ. Răng nanh sói này là thật sao? Người như các chủ sao có thể đưa tín vật có quyền hạn lớn như vậy cho một tên con rể nhỏ bé của Cố gia ở Đông Giang chứ? Vương Khải Nhiên, đây không phải là vấn đề mà ông nên quan tâm. Bây giờ ông nên quan tâm là làm thế nào để không bị cách chức. Long thủ lĩnh, tha cho tôi. Long thủ lĩnh, các chủ, người mà ngài ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện.
tên khốn vô tình đó. Bây giờ đang ở đâu? Ở Đông Giang, các chủ. Hình như anh ta đã kết hôn rồi. Tín vật là do vợ anh ta mang đến. Kết hôn rồi sao? Không sao, cướp về là được. Hủy hết lịch trình, phía sau cho tôi, đặt vé máy bay sớm nhất, tôi phải đến Đông Giang. Thất Thất ngủ rồi. Hôm nay cô không đến Phượng Vũ các à? Đến rồi, nhưng mà xảy ra nhiều chuyện lắm. Suýt chút nữa bị hội trưởng chi nhánh Đông Giang coi là kẻ lừa đảo, bị đánh gãy tay chân. Đúng là muốn chết. Được rồi, đừng có lúc nào cũng nói đánh nói giết. Sau đó có một long thủ lĩnh đến. Lấy răng nanh sói đi, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý. Chắc là Long Kiếm Phi. Nếu là anh ta, thì cô yên tâm. Buổi họp báo ngày mai, Phượng Vũ Các nhất định sẽ bán đất cho cô. Được rồi, anh đừng an ủi tôi nữa. Long thủ lĩnh đó còn khá là biết điều. Cũng đã lấy răng nanh sói đi rồi. Chắc là để tránh chuyện tương tự xảy ra. Uống rượu với tôi đi. Lâm Phàm, anh nói xem, tại sao tôi muốn làm được chút chuyện mà cũng khó khăn vậy? Tôi thật sự không hiểu. Hình như tất cả mọi người đều đang chống đối tôi. Tôi chỉ muốn hoàn thành di nguyện của ba, phát triển Cố Thị lớn mạnh. Cô say rồi, để tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi. Thất Thất ngủ rồi, tôi không muốn mùi rượu trên người tôi ám vào con bé. Vào phòng anh đi. Ba mẹ, hai người muốn sinh em bé cho Thất Thất à? Này, nếu cô lo lắng thì chúng ta hủy bỏ buổi họp báo trời đất của Phượng Vũ Các. Không được, buổi họp báo đã được ấn định từ lâu. Nếu đột ngột hủy bỏ, sẽ ảnh hưởng đến dự án Ngự Lăng Vân và cả Cố Thị, sẽ khiến mọi người mất niềm tin vào khoản đầu tư 100 tỷ của Trịnh Tổng và việc viện sĩ gia nhập Cố Thị, khiến các ông lớn có chút niềm tin vào chúng ta. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Kính thưa quý vị khách quý, chào buổi chiều, tôi là Cố Nhược Hy, Tổng Giám đốc Cố Thị. Hôm nay, tôi xin thay mặt Tập đoàn Cố Thị tuyên bố ba việc. Đầu tiên, tôi xin tuyên bố Tập đoàn Cố Thị chính thức chấp nhận khoản đầu tư 100 tỷ từ Tập đoàn Đằng Đạt. Sau đó, hai bên chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành dự án Ngự Lăng Vân. Thứ hai, người dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng mới, viện sĩ Ngụy, sẽ gia nhập Cố Thị với tư cách cố vấn kỹ thuật trưởng. Ông ấy sẽ phụ trách toàn bộ tiến độ phát triển của dự án Ngự Lăng Vân. Với sự gia nhập của viện sĩ Ngụy, toàn bộ tiến độ phát triển sẽ được rút ngắn ít nhất 30%. Một điều cuối cùng, tôi quyết định từ dự án Lăng Vân lấy ra 1/10 cổ phần, chuyển thành cổ phiếu để đấu thầu. Số đó đã vượt qua 30 tỷ rồi. Tổng giám đốc Cố hiện tại với mỗi cổ phần với giá 12 tệ để đấu thầu. Nhìn xem đây là muốn nhượng lại lợi ích để tìm kiếm đối tác, cùng nhau đối phó với nhà họ Triệu. Làm gì có chuyện đó. Tổng giám đốc Cố, theo tôi được biết, dự án Lăng Vân ít nhất cần 10.000 mẫu đất, cô lại nói đến tiền, lại nói đến kỹ thuật, tại sao không nói về vấn đề đất đai? Chuyện này không nằm trong chủ đề hội nghị. Tổng giám đốc Cố, nếu như cô muốn đấu thầu, thì chắc chắn phải đưa ra tình hình thực tế cho chúng tôi rõ ràng. Tập đoàn Cố rốt cuộc có hay không 10.000 mẫu đất công nghiệp cung cấp cho dự án Lăng Vân sử dụng hay không? Câu này cô ta không thể nào trả lời được. Cố Nhược Huy ở Đông Giang, một mảnh đất công nghiệp cũng không có.
Cố Nhược Hy, không phải tôi bảo cô mang theo thi thể của Lâm Phàm, cởi xẻ quần áo, quỳ trước cổng nhà họ Triệu để nhận tội sao? Hôm nay lại chạy đến đây để mở họp báo. Cô thật sự là một chút cũng không quan tâm đến ý kiến của tôi. Triệu Anh Kiệt, anh đến đây làm gì? Ở đây không chào đón anh. Không phải cô mở họp báo sao? Tôi đến để đấu thầu. Tôi đại diện nhà họ Triệu bỏ ra 1 tệ, chiếm dự án Lăng Vân, 70% cổ phần. Thế là hết hy vọng rồi. Chờ Triệu công tử nuốt trọn dự án Lăng Vân của tập đoàn Cố, để cho cô quỳ dưới chân anh ấy, cầu xin anh ấy lên giường với cô. Lúc đó cô đừng có mà khóc lóc thảm thiết đấy. A à, ha ha ha. Chó cắn người thì không rủa. Đại thiếu gia, anh phải trả thù cho tôi. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Lâm Phàm, hôm nay ta sẽ cho người biết, cái tát này dành cho ngươi, sẽ phải trả giá như thế nào. Người đâu, về hắn đi. Ta xem ra là ngươi quên mất cái cảm giác bị đánh rồi nhỉ. Ngươi tưởng rằng lần này ta đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Những người này đều là tử sĩ mà nhà họ Triệu dày công bồi dưỡng, không phải loại tay chân của ngươi đâu. Hôm nay ta sẽ lột da rút gân ngươi. Người đâu, về hắn đi. Đừng mà, tôi đồng ý với điều kiện của anh, chiếm dự án Lăng Vân, 70% cổ phần. Anh đừng làm hại đến Lâm Phàm. Thật là vợ chồng tình thâm. Hiện tại tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi không chỉ muốn dự án Lăng Vân, 70% cổ phần, mà còn muốn tập đoàn Cố, 60% cổ phần. Triệu Anh Kiệt, anh điên rồi sao? Anh ăn như vậy, không sợ chết nghẹn sao? Cố Nhược Hy, tôi bóp chết cô. Hôm nay nhất định phải ký vào đây, nếu không tôi sẽ khiến cho hai người chết không có chỗ chôn. Chuyện này tại sao phải ký? Lâm Phàm, anh là cái thá gì? Đây là chuyện của nhà họ Triệu và nhà họ Cố. Không đến lượt anh lên tiếng, chính là dựa vào việc tôi là chồng của Cố Nhược Hy. Lâm Phàm, anh sẽ không nghĩ rằng sẽ bỏ cái văn kiện này là có thể cứu được tập đoàn Cố chứ? Hừ, cả cái Đông Giang này dám không bị nhà họ Triệu khống chế, lại còn có 10.000 mẫu đất thế lực, chỉ có Phượng Minh Các, trừ phi hắn có thể mua hết đất của Phượng Minh Các, ta không cần mua, cô ta sẽ tự mình mang đến cho ta. Ha 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 ha, Lâm Phàm, anh bị điên rồi sao? Ai mà không biết hôm qua, Cố Nhược Hy đến Phượng Minh Các, còn chưa nói được hai câu, đã bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Anh để cho Phượng Minh Các tự mình đến, hợp tác với anh, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Phàm, chuyện của Phượng Minh Các, còn chưa đâu vào đâu, yên tâm đi, cô ta nhất định sẽ đến, tôi nói rồi. Kiêu ngạo, Phượng Minh Các, và tứ đại gia tộc ở Đế Đô, đều là thế lực hàng đầu đại hạ. Ai cũng biết, tài sản cốt lõi của Phượng Minh Các, chính là đất dự trữ, tại sao cô ta phải bán cho anh? Chính là dựa vào việc tôi là Lâm Phàm. Ha 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 ha, Lâm Phàm, anh thật sự là một nhân vật lợi hại, vĩ đại, ngay cả Phượng Minh Các cũng phải nể mặt anh. Nói rất đúng, Phượng Minh Các chính là muốn nể mặt anh ta đấy. Cô là ai? Đại thiếu gia nhà chúng tôi đang ở đây, có đến lượt cô lên tiếng sao? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Vị này chính là các chủ Phượng Minh Các, thì ra vị này, cô ấy chính là các chủ Phượng Minh Các, trẻ tuổi xinh đẹp quá, cô còn xinh đẹp hơn cô ta, ít nói lại đi, anh xem cô ta đến giả bất thiện kìa, anh đừng chọc giận cô ta đến để tặng quà cho cô đấy, các chủ, đến Đông Giang, Triệu Mỗ chưa kịp nghênh đón từ xa, thật là thất lễ, anh là ai, tôi là Triệu Anh Kiệt, của nhà họ Triệu ở Đông Giang, năm ngoái ở tiệc nhà họ Tần, đã từng gặp qua cô một lần, nhà họ Triệu ở Đông Giang, chưa nghe nói qua, là gia tộc nhỏ nào sao, không sao. Cô quen biết nhà họ Trịnh là được rồi. Các chủ, cô đến thật đúng lúc. Bên kia có một tên, tên là Lâm Phàm. Hắn ta dám ăn nói hàm hồ, muốn đất của Phượng Minh Các. Này, Lâm Phàm nói sao? Đúng vậy, chính là cái tên gốm kiếp đó. Ai mà không biết, tài sản cốt lõi của Phượng Minh Các chính là đất dự trữ. Hắn ta đây là muốn đào rễ của cô. Các chủ, cô đừng nghe Triệu Anh Kiệt ở đây mà chia rẽ. Lâm Phàm không có ý đó đâu. Cô chính là Cố Nhược Hy, quả là một đại mỹ nhân. Lâm Phàm muốn giúp cô mua đất cho tập đoàn Cố. Các chủ, cô muốn bán đất cho chúng tôi sao? Các chủ, cô thấy rồi chứ? Bọn họ chính là có ý đồ bất chính, thậm chí, đến mức không cần phải che giấu nữa. Tôi có thể bán 10.000 mẫu đất cho cô. Nhưng mà, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Phượng Vũ Các, làm ăn thì làm ăn. Nói gì đến điều kiện, cô ta bằng lòng bán đất là được rồi. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Đừng nói nữa. Các chủ, điều kiện gì cứ việc nói. Tập đoàn Cố chúng tôi, bằng lòng trả giá gấp đôi giá thị trường. Tiền đối với tôi mà nói. Không phải Lâm Phàm nói rồi sao? Muốn 1 tệ, mua 10.000 mẫu, cứ làm theo như lời anh ta nói. Vậy thì tôi cần phải làm gì sao? Cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ cần cô ly hôn với Lâm Phàm, nhường anh ta cho tôi. Các chủ, cô không phải đang nói đùa chứ? 1 tệ,
tính theo giá trung bình là 200.000 tệ một mẫu, 10.000 mẫu, 20.000 mẫu, là những 20 tỷ. Tên Lâm Phàm kia chỉ là một tên bảo vệ thối tha, hắn ta thì có cái gì mà đáng giá 10.000 mẫu đất chứ? Anh đang dạy tôi làm việc đấy à? Tổng giám đốc Cố, chỉ cần ly hôn là có thể đổi lấy 10.000 mẫu đất để cho dự án mà cô dồn hết tâm huyết là dự án Lăng Vân tiếp tục được thực hiện. Giao dịch này không nên từ chối đâu. Các chủ, Lâm Phàm là chồng tôi, là cha của con tôi, cho nên, vậy nên là cô muốn tăng giá. Không, ý tôi là tôi không đồng ý đổi anh ấy lấy đất. Phượng Các Vũ, cô chơi đủ chưa? Hai, cô thật sự là một người phụ nữ may mắn, lấy được anh ta làm chồng, nhất định là việc đúng đắn nhất mà cô từng làm trong đời này. Tại sao? Sau này cô sẽ biết. Ký vào bản thỏa thuận này đi, 10.000 mẫu đất ở Đông Giang này sẽ thuộc về cô. Các chủ, cô có phải là nghiêm túc không? Ý tôi là, tôi sẽ không ly hôn với chồng tôi. Đúng vậy, cho nên tôi mới ký vào bản thỏa thuận này. Các chủ, có thể nể mặt mũi nhà họ Triệu chúng tôi mà đừng bán mảnh đất này cho bọn họ được không? Nhà họ Triệu thì có tư cách gì để cho tôi nể mặt? Các chủ, nhà họ Triệu chúng tôi và nhà họ Tần ở Đế Đô có quan hệ rất thân thiết. Dự án Lăng Vân này, nhà họ Tần cũng rất coi trọng. Anh đang uy hiếp tôi, không dám. Chậc, đừng làm loạn nữa, buông tôi ra, nghiêm túc chút đi, em gái à? À, em cái gì cũng nghe lời anh, vẫn chưa ngoan ngoãn sao? Các chủ, rốt cuộc là vì sao, cô và tên Lâm Phàm này, rốt cuộc là có quan hệ gì? Đúng vậy, là quan hệ gì? Triệu Anh Kiệt, cái tên ngốc này, chuyện gì không nói lại đi nói chuyện này, dám gây chuyện cho ta. Triệu Anh Kiệt, ngươi hết lần này đến lần khác, bắt nạt vợ ta, hôm nay ta phế ngươi. À, anh gian đánh, đánh gãy chân đại thiếu gia, anh tiêu đời rồi, anh tiêu đời thật rồi, câm miệng, cái tên ngốc, ăn cây táo rào cây sung này, mang theo cái tên vô dụng này, cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cả anh, đấy. Bình tĩnh, anh có thể đừng có, nóng nảy như vậy được không, anh đánh gãy chân Triệu Anh Kiệt, thì nhà họ Ngưỡng sẽ liều mạng với anh đấy, lần này, nhà họ Triệu nên đi cầu cứu, cái tên chống lưng cho hắn ta rồi. Anh Phàm, anh ngầu quá, em thích anh quá. À, hôm nay cô chính là nhân vật chính. Tất cả ở đây, dù là tiền vốn, mối quan hệ hay là đất đai, cô đều có được. Lại đây, lên tổng kết một chút đi. Mọi người, bây giờ tôi xin tuyên bố một việc cuối cùng. 10 giờ sáng ngày kia, tập đoàn Cố chúng tôi sẽ tổ chức lễ động thổ tại địa điểm mới của dự án Lăng Vân ở Nam Thành. Rất mong được mọi người đến tham dự. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Chân của con bị Lâm Phàm đánh gãy rồi. Bố nhất định phải báo thù cho con. Anh Kiệt, con yên tâm, bố nhất định sẽ báo thù cho con, băm thây hắn ta ra. Gia chủ, đã điều tra được thông tin cá nhân của Lâm Phàm rồi, ngài xem. Hóa ra là em trai của cô ta, em trai của ai? Alo, Tần gia, tôi tìm được rồi, em trai của người phụ nữ năm đó, làm vật dẫn thuốc cho thiếu gia rồi, đang ở Đông Giang, giám sát hắn ta nghiêm ngặt, đừng để cho hắn ta biến mất nữa, tôi lập tức dẫn người đến đó. Được. Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị, chu toàn, nắm chắc bọn họ trong lòng bàn tay. Thất Thất, con vào phòng chơi một lát đi, mẹ nói chuyện với bố một lát, hay là để cho Thất Thất ở lại đây đi, gia đình này có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con bé chứ, tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Bố, con chào bố. Ngồi đi, được. Anh với Phượng Các Vũ, hai người thực sự là có chuyện gì? Không có, anh không cần căng thẳng, tôi cũng không phải loại đàn bà tồi bại đó. Hai, tôi đây là đối với cô, sao lại trở thành cha nam rồi? Lúc đăng ký kết hôn, tôi đã nói rồi, tôi không can thiệp vào đời tư của anh, nhưng anh cũng đừng có giấu giếm tôi,
Tôi chỉ muốn biết, nó đang phát triển đến mức nào. Thật sự không quen biết. Không quen biết. Vậy thì tại sao khi tôi cầm răng nanh đến chi nhánh của Phượng Các Vũ, thì Phượng Các Vũ lại bay đến đây? Đây gọi là không quen biết. Cái răng nanh kia, thật ra là tôi nhặt được. Lúc đó cũng là chết đuối vớ được cọc, muốn cho vợ tôi thử một chút xem sao. Vậy thì tại sao cô ta lại bán một tệ và muốn tôi ly hôn với anh? Cái này chính là bởi vì tôi không rõ ràng. Bởi vì cái này là do cô ta tự quyết định. Đầu óc của cô ta có vấn đề. Xin lỗi, hai người đang nói chuyện về tôi sao? Cô đến nhà tôi làm gì? Không phải không quen biết sao? Ở nhà tôi đã có người ngoài rồi. Chồng tôi cũng ở đây. Tổng giám đốc Cố, cô nhất định phải thu nhận tôi. Thu nhận cô. Này. Nhà họ Triệu vừa uy hiếp vừa dụ dỗ tôi. Chắc cô cũng thấy rồi. Tôi không có cách nào khác. Chỉ có thể đến tìm Lâm Phàm để bảo vệ tôi. Cô đừng có diễn nữa được không? Cô là các chủ Phượng Minh Các. Ai mà dám trả thù cô chứ? À, cẩn tắc vô ưu. Tôi cũng không dám đánh cược mạng sống của mình. Tổng giám đốc Cố, tất cả những chuyện này của tôi đều là do hợp tác với tập đoàn Cố các cô. Mới như vậy, chắc là các cô sẽ không mặc kệ tôi đâu nhỉ. Thật ra tôi cũng rất muốn thu nhận cô, nhưng Thất Thất không thể thiếu bố nó. Hay là tôi cử thêm một ít bảo vệ cho cô? Không sao, Lâm Phàm đã sớm nghĩ ra cách rồi. Nếu như anh không thể đi ra ngoài với em, thì em dọn vào đây ở là được rồi. Nhà tôi không có nhiều phòng trống, em có thể ngủ chung với anh, trong cùng một phòng. Chỉ cần cô không chê, phòng tôi đơn sơ, tôi có thể ngủ chung với Thất Thất, như vậy sẽ trống ra một phòng. Tổng giám đốc Cố, quả nhiên là người có trách nhiệm, tôi sẽ không khách sáo với cô. À, đúng rồi, Tổng giám đốc Cố, tôi mượn Lâm Phàm một lát, cô sẽ không lo lắng cho chuyện của hai chúng tôi chứ, tôi không quan tâm. Được, tôi không đi. Chật, người ta là Tổng giám đốc Cố còn không để ý, thì anh còn ngại ngùng gì nữa. Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có động chạm vào người tôi, vợ tôi vẫn còn ở đây, em là chủ nhân của Phượng Vũ Các, em không thể không tra ra, người phụ nữ này. Hửm, nói chuyện chính đi, bớt giở trò đi, được. Nhà họ Triệu và nhà họ Tần có quan hệ rất thân thiết, người của nhà họ Tần chính là kẻ đã hại chết chị gái anh, là Triệu Ân Ký. Vậy thì có nghĩa là, nhà họ Tần có liên quan đến cái chết của chị anh. Hắn ta có thể là tên giết người đứng đằng sau. Nhưng em vẫn chưa tìm ra được động cơ. Như vậy đi, anh cho em thêm một chút thời gian, em nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho anh. Cảm ơn vì gì chứ? Tất cả mọi thứ, chỉ nói lời cảm ơn xuông, thì không có thành ý. Tên cha nam chết tiệt. Phượng Vũ Các, cô chú ý một chút, lần sau đừng có chiếm tiện nghi của tôi nữa. Lần sau em để cho anh chiếm tiện nghi của em, như vậy là được rồi chứ? Hai, ồ. Này, tôi với Lâm Phàm nhà các cô, trò chuyện rất hợp, chắc cô sẽ không ghen đâu nhỉ, đừng có nói đùa, tôi với cô, cùng ghen với Lâm Phàm, tôi thật sự không để ý đến anh ta, thật sao, vậy thì nhường anh ta cho tôi được không, tôi rất để ý đến anh ta, không được, Thất Thất sẽ không đồng ý. Thất Thất là con gái ruột của Lâm Phàm. Tôi cũng coi con bé như, con gái ruột của mình để nuôi dưỡng, Thất Thất, dì làm mẹ của con nhé, được không, con đã có mẹ rồi. Nhưng mà... Con không ngại gì các, là mẹ nhỏ của con đâu. Con bé, không khủng công tôi yêu thương, thật là hiếu thảo, đúng không? Vậy thì cô coi như là con bé đồng ý rồi nhé. Mẹ, con thấy gì hả, ôm bố con như vậy. Mẹ thì đánh búp bê của con. Đây không phải là ghen sao, khụ khụ. Trẻ con mà, không có gì đâu, à. Đều tại anh. Nhược Hy, cô nghe tôi giải thích, thật sự không phải như những gì cô thấy đâu, cô ta cố tình chọc giận cô đấy. Thất Thất, con vào phòng chơi trước đi. Lâm Phàm, anh sẽ không thật sự nghĩ rằng, tôi đang ghen với anh chứ, lúc chúng ta đăng ký kết hôn, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi sẽ không can thiệp vào tự do của anh, nhưng tôi và cô ta, thật sự là không có gì cả, anh thật sự không cần thiết, phải giải thích với tôi, đừng nói là hôn, cho dù anh có lên giường với cô ta, thì cũng không sao cả. Thật sao? Thật mà. Nghe thấy chưa? Em đây là được hoàng thượng cho phép. Tối nay anh nhớ qua nhé.
sủng hạnh em, bớt giờ trò đi. Mẹ, mẹ vào phòng bố, canh chừng bố đi, Thất Thất có thể tự ngủ được, không cần phải nói, con bé rất quan tâm, đến anh, xem ra Thất Thất có hai, người mẹ thật là tốt. Hừ, tôi chỉ là không muốn Thất Thất bị người phụ nữ khác cướp mất. Biến mất 5 năm, thậm chí còn có con. Lần này tôi nhất định phải chủ động ra tay. Chiêu này của tôi chưa bao giờ thất bại. Tối nay, nhất định phải có được anh. Lâm Phàm, uống nước vào buổi tối tốt cho sức khỏe. Em rót cho anh một cốc nước. Không uống. À, em đặc biệt rót cho anh đấy. Lâm Phàm. Lâm Phàm. Sao cô có thể uống? Anh ấy muốn uống thì tự anh ấy sẽ rót. Cô tôi đi, để anh ấy nghỉ ngơi đi. Ngày mai, còn phải tham gia lễ động thổ. Không được, không được. Tôi đã nói rồi, không uống nữa. Làm loạn nữa là tôi đánh cô đấy. Vậy thì, anh định đánh tôi thế nào? Đã một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa dừng lại. Lâm Phàm, anh là đồ cầm thú. Khốn kiếp, thật là tiện nghi cho, Cố Nhược Hy. À, khuya rồi, có thể im lặng một chút được không? Có ý thức cường đồng một chút đi, ngày mai còn phải tham gia lễ động thổ nữa đấy. Là anh chủ động nhắn tin, sao? Em có nhớ gì không? Không có ấn tượng, cũng mong anh, đừng nhớ gì. Cái gì? Là như vậy đấy. Hãy coi như đêm qua là một tai nạn. Chúng ta vẫn như trước, vẫn như thế. Nhưng mà, có gì mà phải nhưng mà? Đây đâu phải lần đầu của chúng ta. Đi gọi Hạ Khuynh Thành thức dậy đi, bảo cô ấy lát nữa tham gia nghi thức ký kết. Tối qua, thái độ cũng không lạnh nhạt như vậy mà. Ơ kìa, tối qua đi làm ăn trộm à? Anh còn có mặt mũi nói nữa sao? Tối qua anh quậy đến tận khuya, bảo tôi ngủ thế nào? Ai bảo cô muốn ở nhà tôi, tự chịu đi. Á, đồ vô lương tâm, tôi vì anh lặn lội đường xa đến Đông Giang. Thôi đừng nói nữa, chuyện chính đi, thu dọn đồ đạc rồi dậy đi. Chúng ta ra ngoài dự lễ cắt băng khánh thành, không có hứng thú, tôi còn mệt, đừng làm phiền tôi. Cô ấy vẫn chưa dậy sao? Dậy rồi, nói là tối qua bị dọa nên ngủ không ngon. Cô ấy bảo cần ngủ tiếp, không muốn cắt băng khánh thành. Sao vậy? Vậy em sẽ tới lễ cắt băng khánh thành, đến chiều mới diễn ra mà. Cô ấy không đi thì thôi vậy. Vậy có khi lại tốt, chúng ta đi. Vậy em đi thay quần áo đây, lát nữa anh gọi cô ấy dậy. Được. Xem ra anh cũng họ Cố, Nhược Hy và anh là người một nhà, làm việc gì cũng không thể quá đáng như vậy. Ông câm miệng cho tôi, năm đó ông ủng hộ Cố Nhược Hy làm tổng giám đốc, kết quả chính mình làm quá lố. Hừ, Cố Nhược Hy còn có năng lực quản lý công ty hơn anh. Còn nói nhảm nữa, năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ông. Cố tổng đến rồi, chào Cố tổng.
cứ tưởng mua được đất từ Phượng Minh Các là mọi chuyện suôn sẻ rồi, còn lễ cắt băng, tao sẽ cho chúng mày chết không có chỗ chôn. Cố tổng, dự án Lăng Vân của các người còn lấy 10% cổ phần ra đấu thầu sao? Cố tổng, nhà họ chúng tôi sẵn sàng chi 200 triệu để mua 1% cổ phần của dự án Lăng Vân. Còn tôi nữa, tôi cũng muốn. Xin lỗi mọi người, trong buổi họp báo hôm trước, tôi đã nói rồi, đấu thầu có thời hạn. Đã hôm đó, mọi người không quyết định mua, thì hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Ba ơi, tại sao hôm nay họ lại muốn hợp tác làm ăn với công ty chúng ta? Cái này gọi là, hôm qua con không thèm để ý đến ta, hôm nay ta sẽ cho con không với tới. Ba giỏi quá. Nhưng sau này, vẫn còn cơ hội hợp tác, bởi vì dự án Lăng Vân, một khi đã khởi động, sẽ cần một lượng lớn cơ sở hạ tầng phụ trợ. Những ngành công nghiệp phụ trợ này, cố thì chúng tôi không có ý định tự mình làm, mà dự định sẽ đấu thầu công khai. Đấu thầu công khai. Nhược Hy, cô Hạ, sao không thấy đến vậy? Hạ Khuynh Thành cô ấy, không khỏe lắm, chờ viện sĩ Ngụy đến, chúng ta có thể làm lễ cắt băng. Viện sĩ Ngụy đến rồi. Viện sĩ Ngụy, cố tổng, thủ tục xã giao bỏ qua đi, tôi muốn lên phát biểu đôi lời, đúng là nhà khoa học lớn, làm việc gì cũng dứt khoát. Thưa mọi người, tôi muốn tuyên bố một việc, tôi muốn hủy hợp đồng với Cố Thị, và sẽ không bao giờ hợp tác với Cố Thị nữa. Cố Nhược Hy, có vẻ lễ ký kết của cô không suôn sẻ lắm nhỉ? Ha ha, viện sĩ Ngụy, chẳng phải trước đó chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao? Tại sao ông lại nuốt lời chứ? Phải bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ đưa đủ cho các người. Đây không phải là vấn đề tiền bồi thường. Ông cũng biết, ông rất quan trọng đối với dự án của chúng tôi. Hơn nữa hiện tại, tiền chúng tôi cũng có rồi, đất cũng có rồi. Chỉ còn thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật của ông. Tại sao ông lại hủy hợp đồng? Tôi không quản được nhiều như vậy. Dù sao hôm nay, tôi nhất định phải hủy hợp đồng. Ông thấy mức lương chúng tôi đưa ra quá thấp sao? Nếu vậy có thể thêm. Cô đang dùng tiền để sỉ nhục tôi sao? À không, chúng tôi không có ý đó. Tôi biết, phương hướng nghiên cứu của dự án Lăng Vân cũng là phương hướng ông theo đuổi bấy lâu nay. Tôi cũng biết, ông nhất định là người có lý tưởng, có hoài bão. Vì vậy hiện tại, chỉ có hợp tác với Cố Thị chúng tôi, ông mới có thể thực hiện được lý tưởng và hoài bão của mình. Tôi muốn hủy hợp đồng thì sao? Cô tưởng tôi không có lý tưởng, hoài bão sao? Tôi cũng bị ép đấy. Chạy mau, có bom. Có bom. Chạy mau. Viện sĩ Ngụy, đây là có chuyện gì vậy? Chỉ một tiếng trước, có người nói hợp tác với Cố Thị là muốn chết, sau đó liền trói bom lên người tôi. Alo, tôi là Ngụy Tường Vũ, tôi đã tuyên bố hủy hợp đồng với Cố Thị và không hợp tác với bọn họ nữa. Các người mau tháo bom cho tôi đi, tao mặc kệ người chết, tao sẽ yên tâm hơn. Đây là giọng của Triệu Anh Kiệt, lại là hắn giở trò quỷ. Cố Nhược Hy, tất cả là tại mày, nếu không phải hợp tác với mày, tao cũng sẽ không ra nông nỗi này. Hôm nay tao có chết thì kế hoạch của chúng mày cũng đừng hòng thực hiện được. Không có ai hiểu biết về năng lượng mới, lại mạo hiểm tính mạng để hợp tác với chúng mày. Viện sĩ Ngụy, ông đừng kích động, ông bình tĩnh được không? Ông bình tĩnh lại đã, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Cố Nhược Hy, mày tưởng có Trịnh Càn Khôn đầu tư cho mày là có thể ung dung ngồi đấy? Tưởng có Phượng Minh Các tặng đất cho mày là có thể vững như Thái Sơn sao? Hôm nay tao sẽ cho tất cả mọi người biết hợp tác với mày rốt cuộc là cái gì. Nếu mày biết điều thì ngoan ngoãn nhường chức tổng giám đốc cho tao đi. Anh làm gì vậy? Đó là bom đấy, anh tháo bom. Anh tháo bom. Ha ha ha, tên bảo vệ thối tha như anh mà cũng dám mạnh miệng nói đi tháo bom. Anh muốn chết sao? Anh định đi chịu chết sao? Ông Cố ơi, thả con đi, con phải đi tìm ba. Ở đó có bom, nguy hiểm lắm, con trốn cùng ông Cố ở đây đi, ba lợi hại lắm, ba sẽ bảo vệ con, vân vân. Cố Nhược Hy, nghe thấy con gái mày nói gì không? Đi tháo bom đi, tao đang nóng lòng muốn nhìn thấy hắn bị nổ tan xác đây. Anh đừng có làm loạn nữa được không? Đó là bom đấy, sẽ chết người đấy. Còn 9 phút nữa, mạng người quan trọng. Anh mau buông tôi ra, tôi biết chỉ còn 9 phút nữa, tôi càng không thể để anh mạo hiểm. Chuyện này để tôi tìm người của cơ quan chức năng xử lý được không? Nhược Hy, Lâm Phàm, hai người mau lại đây. Vừa rồi tôi gọi điện cho Tiểu La, nó cũng đang trên đường đến dự lễ cắt băng. Nhiều nhất 2 phút nữa là đến.
La Trường Thanh đang ở Đông Giang sao? Đúng vậy, vậy thì tốt quá. Tiểu La này, là gì của em vậy? La Trường Thanh là bạn của em, là cháu của ông ấy, là kỹ sư, tháo bom hàng đầu thế giới. Năm ngoái còn, giành giải nhất, trong một cuộc thi quốc tế. Nếu người ấy đến, chắc chắn sẽ tháo được quả bom này. Cố Nhược Hy, gọi ai đến cũng vô dụng. Quả bom này căn bản, không thể tháo được. Nếu mày không muốn Ngụy giáo sư chết, thì mau giao Cố Thị ra đây. Nếu không mày sẽ hại chết ông ta. Còn nói nhảm nữa, tao xé rách miệng mày. Tiểu La, cuối cùng cũng đến rồi. Cố lão gia gia, đừng lo lắng, cứ giao cho cháu. Tiểu La, cậu mau xem đi, trên người vệ sĩ Ngụy bị trói bom hẹn giờ. Nhược Hy, cô yên tâm, đã có tôi ở đây, trời có sập tôi cũng sẽ đỡ cho cô. Vệ sĩ Ngụy không chỉ quan trọng với Cố Thị chúng ta, mà với cả Đại Hạ, thậm chí cả nhân loại, đều rất quan trọng. Bằng mọi giá cậu phải tháo được quả bom này. Đã có tôi ở đây thì không có quả bom nào không tháo được. Nhưng mà Nhược Hy, nếu tôi tháo được quả bom này, cô định cảm ơn tôi thế nào? Tôi nhất định sẽ hậu tạ. Nói chuyện tiền nong nghe tầm thường quá. Ý của tôi chắc cô cũng hiểu rồi. Chỉ cần cô đồng ý hẹn hò với tôi. La Đình, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể nào đâu. Bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Đây là chồng tôi, Lâm Phàm. Cô kết hôn rồi? Sao tôi không biết? Quả bom trên người viện sĩ Ngụy rất đặc biệt. Cậu xem có làm được không? Không được thì để tôi. Anh là cái thá gì mà dám ở đây ra lệnh cho tôi? Còn nói không được thì để anh. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Thế này đi La Công, chỉ cần cậu tháo được quả bom trên người viện sĩ Ngụy, tôi sẽ trả cho cậu 100 triệu. Có tiền sao không đưa cho anh? Đưa cho anh. Anh có bản lĩnh lấy không? Nhược Hy, vốn dĩ tôi không muốn số tiền này, nhưng Lâm Phàm này lại dám coi thường tôi. Hôm nay tôi phải chứng minh cho anh ta thấy. Lấy được số tiền này, vậy thì mau lên đi. Tôi, Cố Nhược Hy, nói được làm được. 100 triệu này lúc nào cũng có thể trả. Chỉ giỏi mạnh miệng, không phải là đàn ông. Nhược Hy, dựa vào bản lĩnh, giúp cô giải quyết vấn đề, mới đáng để phó thác cả đời. Anh mau đưa con gái rời khỏi đây đi. Con không đi đâu, ba còn tháo được cả bom nguyên tử. Con không sợ đâu. Anh tin tôi không? Dừng tay. Anh bị điên à? Lúc tôi tháo bom, anh có thể im lặng một chút không? Lỡ mà nổ, anh chịu trách nhiệm nổi không? Đây không phải bom hẹn giờ thông thường. Đây là bom chế tạo đặc biệt. Anh mà cắt như vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Không phải, anh là ai vậy? Anh còn dạy tôi tháo bom. Lâm Phàm, Tiểu La là chuyên gia tháo bom. Anh đừng ở đó gây thêm phiền phức nữa. Chỉ còn 7 phút nữa thôi. Anh im lặng một chút được không hả? Cậu ta mà cắt như vậy, viện sĩ Ngụy bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời ba đi con. Con gái, số bom tôi tháo còn nhiều hơn số trứng ba con từng ăn. Nghe anh, Nhược Hy, nếu nghe lời hắn thì tôi đi đây. Này, La Công, vẫn là nhờ cậu mau tháo đi. Nhanh lên đi, đừng lề mề nữa, tôi sắp bị nổ chết rồi. Đừng hoảng, tôi đến ngay đây. Thấy chưa, đây mới gọi là chuyên nghiệp. La Công, lần này may mà có cậu đấy. 100 triệu là của cậu. La Công, đây là có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Cắt nhầm dây, kích nổ sớm thôi. Lâm Phàm, anh làm gì vậy? Chỉ còn 30 giây nữa thôi, mau chạy đi, tháo bom. Lâm Phàm, đừng. Quả bom mà tôi còn không tháo được, hắn là cái thá gì mà cũng đòi tháo? Lần này hay rồi, Cố Nhược Hy chết chắc rồi. Chết, chết hết đi. Chuyện gì thế này? Tháo xong rồi, cái... Trời, anh tháo bom bằng tay không? Loại bom này, đối với những nhà khoa học, chuyên gia như bọn họ, là vấn đề lớn. Nhưng với tôi, là chuyện nhỏ. Con đã nói rồi, ba còn tháo được cả bom nguyên tử. Mấy người không tin con, hứ.
Quả bom này thật sự ngừng đếm ngược rồi. Nhược Hy, chắc cô không thật sự tin lời nói nhảm của Lâm Phàm đó chứ. Quả bom này tháo được, đều là nhờ công lao của tôi đấy. Chẳng qua là, tính chế hơi cao một chút thôi. Cậu tháo xong thì chạy con gì? Tôi, á á á. Hộp, hộp. La Trường Thanh, nếu cậu còn dám nói nhảm, tôi sẽ kiện cậu tội lừa đảo, biến. Này, anh đi đâu vậy? Tôi đến nhà họ Triệu, hắn dám chế tạo loại bom này, tôi phải diệt môn nhà hắn, loại bỏ nguy hiểm này, ngay từ trong trứng nước, không được, bây giờ là xã hội pháp luật trừng trị, anh không có bằng chứng, không thể tùy tiện dùng tư hình, hơn nữa, nhà họ Triệu, có chỗ dựa vững chắc, chúng ta không thể động vào. Anh Lâm, cảm ơn anh đã cứu mạng, tôi xin phát cốt ghi tâm, không cần phát cốt ghi tâm như vậy, hay là tiếp tục, ở lại Cố Thị, ở lại, nhất định phải ở lại, tôi và thế lực đen tối, không đội trời chung. Đúng rồi Cố Tổng, tôi đề nghị để Lâm tiên sinh, cùng chúng ta làm lễ cắt băng, tốt rồi. Lâm Phàm, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Không thể để mai nói sao? Hôm nay nói không được sao? Em chỉ muốn biết anh rốt cuộc là ai. Trịnh Càn Khôn anh cũng quen biết, còn dây dưa với Hạ Khuynh Thành, thậm chí còn tháo bom bằng tay không. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, hôm nay cũng hơi mệt rồi. Hay là lên phòng anh, như tối qua chúng ta nói chuyện thâu đêm. Đồ biến thái, ai thèm nói chuyện thâu đêm với anh. Anh tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ, mai giải thích với em thế nào. Khuya rồi không ngủ, cô làm gì ở đây vậy? Khuya rồi anh không ngủ, lại còn đi xe đạp đi đâu? Tôi đi diệt môn nhà họ Triệu, tôi biết ngay mà. Lâu lắm rồi, tôi chưa được đi làm nhiệm vụ với anh. Vì chuyện này, tôi còn chờ ở đây từ 7 giờ. Xuất phát, chúng ta cùng đi, diệt môn nhà họ Triệu. Tên Lâm Phàm chết tiệt. Tao sẽ cắt mày thành trăm mảnh, còn có Hạ Khuynh Thành. Rồi sẽ có ngày, tao sẽ cho mày quỳ xuống cầu xin tao tha mạng. Mày không có cơ hội đó đâu. Lâm Phàm, ai cho phép mày đến nhà tao? Mày muốn làm gì? Tao đến giết cả nhà mày. Bảo vệ đâu? Chúng mày chết hết rồi à? Bảo vệ đâu? Người đâu? Chết hết rồi à? Có ai không? Đừng phí sức nữa. Bảo vệ nhà mày chết hết rồi. Người nhà họ Triệu không có ở đây. Chỉ có Triệu Ưng Kiệt. Tao hỏi mày trả lời. Nếu dám nói dối, thì đầu lìa khỏi cổ. Hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Người nhà mày đi đâu hết rồi? Mẹ tao, họ, đi du lịch nước ngoài rồi. Tuần trước đã đi rồi. Còn ba tao, đi đón một nhân vật lớn. Nhân vật lớn gì? Sao mày không đi? Tao chỉ biết là, nhân vật lớn từ Thượng Kinh đến. Họ liên lạc riêng với nhau. Còn lại tao không biết gì hết. 9 năm trước, nhà họ Triệu chúng mày có phải đã giết một cô gái tên Lâm Mộng Mộng không? Mày rốt cuộc là ai? Trả lời, tao thật sự không biết, không liên quan đến tao, tao chỉ đưa cô ta đến chỗ ba tao thôi, sau đó cô ta chết thế nào, tao thật sự không biết, đưa tao đến bệnh viện. Đồ đồng lõa. Chết đi. Theo manh mối này mà điều tra, bất kỳ ai liên quan đến cái chết của chị tôi, một tên cũng đừng tha. Anh Kiệt. Anh Kiệt, con trai tao. Mau gọi Cố Tinh Vũ đến đây, điều tra xem hung thủ là ai. Anh Kiệt. Ông chủ,
điều tra khắp nơi rồi, không phát hiện bất kỳ ai sống sót. Hơn nữa camera cũng không quay được, bất cứ thứ gì hữu ích, vô dụng. Con trai tao bây giờ đã chết rồi, các ngươi lại nói với ta, không tìm được hung thủ, nuôi các ngươi có tác dụng gì? Cho các ngươi 3 ngày. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra hung thủ, nếu không, các ngươi sẽ phải chôn cùng con trai ta. Cút. Anh Kiệt. Con chết không nhắm mắt. Con đi rồi, vẫn còn tâm nguyện chưa toại. Lúc còn sống con luôn nhớ nhung người phụ nữ đó, đến lúc chết cũng không có được. Con đi rồi. Ta sẽ cho Lâm Phàm và Cố Nhược Hy chôn cùng con. Con trai. Triệu công tử làm sao thế này? Là ai làm vậy? Kẻ nào ác độc vậy? Ông chủ Triệu, ông hãy nén bi thương. Nói nhảm có ích gì, bảo bọn họ nén bi thương đi. Qua ai, ta có chuyện muốn dặn dò. Cô Hạ đâu rồi? Cô ta cứ chọc anh tức giận. Anh bảo cô ta về trước rồi. Anh cũng chỉ giỏi nói miệng thôi. Cố Tổng, tôi vừa nhận được tin. Triệu Anh Kiệt tối qua bị giết. Lâm Phàm, tối qua anh đi đâu? Chuyện này chắc không liên quan đến anh. Chuyện này thật sự không liên quan đến anh. Tối qua, anh ở nhà, chờ em đến ngủ cùng. Thật sự không liên quan đến anh sao? Trước đó anh còn nói muốn đi tính sổ với hắn mà. Loại cặn bã như hắn, chắc chắn không chỉ mình tôi muốn đi tính sổ đâu. Triệu Anh Kiệt vừa chết, e rằng cả Đông Giang sẽ không yên bình nữa. Bão táp sắp đến, dù là bão táp, tôi cũng sẽ bảo vệ cô Chu Toàn. Còn ở công ty, đừng có ôm ấp như vậy. Ở nhà thì, có thể ôm ấp sao? Đừng có ba hoa nữa, ông nội còn đang chờ. Đi thôi, nhanh lên. Nhược Hy, Lâm Phàm, hai đứa tới rồi à? Hôm nay ông gọi chúng con đến, là có chuyện gì vậy à? Mau ngồi đi. Hôm nay, ta muốn lấy danh nghĩa tập đoàn Cố Thị, tuyên bố hai việc. Đầu tiên, xét thấy phó tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Tinh Vũ, đã nhiều lần làm những chuyện gây tổn hại đến lợi ích công ty, khiến công ty phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng, cho nên ta quyết định bãi nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Cố Tinh Vũ. Ông nội thật sáng suốt. Tiếp theo, tôi muốn tuyên bố điều thứ hai. Cố Nhược Hy kể từ khi nhậm chức giám đốc tài chính của Cố Thị đã dẫn dắt công ty phát triển mạnh mẽ, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã khiến giá trị thị trường của công ty tăng trưởng vượt bậc. Trong lúc công ty quyết định dốc sức thúc đẩy kế hoạch Lăng Vân, đã gặp phải trùng trùng khó khăn, trở ngại, Cố Nhược Hy không hề sợ hãi khó khăn, mà từng bước một mở ra cục diện tốt đẹp. Năng lực của Cố Nhược Hy và tinh thần trách nhiệm, chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ. Xét thấy tuổi tác của tôi đã cao, các mặt đều không bằng trước nữa. Ông nội, ông làm gì vậy? Giao công ty vào tay con, so với để trong tay ông, còn có tiềm năng phát triển hơn. Con, cứ nghe theo sự sắp xếp của ông nội là được. Sau đây tôi tuyên bố, Cố Nhược Hy nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Ông nội. Ông nội, ông đừng làm con sợ. Ông nội bị người ta hạ độc, sao lại thế này? Là ai làm? Cố Nhược Hy, chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị này, cô đừng mơ mà ngồi lên được. Cố Tinh Vũ, là anh hạ độc ông nội, đúng không? Xã hội pháp quyền, nếu cô không có chứng cứ thì đừng có mà nói bừa. Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy. Lão già này thật là mù mắt, lấy ngươi làm bảo bối, coi ta như cỏ rác, vào lúc ông ta sống chết cận kề lại phải dựa vào ta để cứu mạng. Đúng rồi, là anh hạ độc ông ấy, chắc chắn anh có thuốc giải. Mau đưa thuốc giải ra đây. Thuốc giải? Không có, nhưng mà thần y có thể giải độc, tôi đã mang đến rồi. Giới thiệu một chút, vị này bên cạnh tôi là một trong tứ đại thần y của Đại Hạ, độc thủ thần y Trương Thiên Tâm. Trương thần y, độc của lão già này ông có thể giải được không? Có thể, hơn nữa chỉ có tôi mới giải được. Cố Nhược Hy, nghe thấy chưa? Nếu cô muốn cứu mạng của lão già này thì hãy thể hiện chút thành ý đi. Ông ấy là ông nội của anh đấy, con danh con nhà cô, lúc phế truất chức phó tổng của ta, sao ngươi không nghĩ đến ông ấy là ông nội của ta? Cố Nhược Hy, nếu muốn cứu ông ta chỉ có hai lựa chọn, anh nói đi. Xuống dưới đó mà đi cùng Triệu công tử, dù sao Triệu công tử cũng rất trung tình với ngươi. Trước mặt mọi người ở đây, giao hết toàn bộ Cố Thị cho ta, sau đó cút ra khỏi nhà họ Cố. Cố Tinh Vũ, vì quyền thế và của cải mà anh không có lấy một lương tâm nào sao? Độc mà ông nội chúng gọi là Diêm Vương đoạt mệnh tán, sau khi chúng độc trong vòng 3 phút, nếu không giải độc thì cho dù Đại La Kim Tiên có đến
cũng bó tay. Cho nên, cô hãy nhanh chóng quyết định đi. Ngươi, đồ vô nhân tính, sống trên đời thật là thừa thãi. Còn 2 phút nữa, tôi đồng ý với anh. Tôi sẽ giao tập đoàn Cố Thị cho anh. Tôi sẽ ra khỏi nhà họ Cố. Bọn họ có thể hạ độc ông nội lần một, thì có thể hạ độc lần hai. Dù cô giao công ty cho bọn họ, nhưng mà tôi còn có thể làm gì đây? Bây giờ ông nội trúng độc, sống chết không rõ. Tin tôi đi, giao chuyện này cho tôi xử lý. Tôi sẽ khiến cô được một lần vất vả cả đời. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà làm loạn. Nếu anh dám động đến một sợi tóc của tôi, thì Trương Thần Y sẽ không giải độc cho ông ấy đâu. Chính là hung thủ hại chết ông ấy. Lâm Phàm, tôi đã nói rồi, đánh đấm chém giết không giải quyết được vấn đề. Anh nghe lời tôi, trước tiên đưa công ty cho hắn, cứu ông nội trước có được không? Chút độc này của ông cụ, tôi có thể giải được. Anh biết y thuật. Cố Nhược Hy, không ngờ cô lại đi tin tên bảo vệ này, có thể giải được độc của ông ấy. Nào Trương Thần Y, bổ sung kiến thức cho bọn họ đi. Diêm Vương đoạt mệnh tán của ta, cho dù là hai vị thần y nổi tiếng ngang hàng với ta, có đến đây, cũng bó tay vô phương. Một thằng nhóc xanh, biết chút y thuật nào, mà dám mạnh miệng nói có thể giải. Đúng là tôi không biết chút y thuật nào thật. Lâm Phàm, anh không biết y thuật thì đừng có mà ở đây gây rối. Tình hình của ông nội bây giờ rất nguy hiểm. Cố Nhược Hy, ngươi còn 1 phút, nếu không giao tập đoàn Cố Thị cho ta, thì hôm nay chính là ngày giỗ của lão già Cố Tây Hải đấy. Được, bây giờ tôi sẽ ký, mau cứu ông nội. Tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục đích. Cố Nhược Hy, ngươi hãy nhớ kỹ, lão già này mà có chết thì chính là do Lâm Phàm hại. Nói rồi, độc này tôi có thể giải, không phải nói anh không biết y thuật sao? Ai nói giải độc là phải cần đến y thuật? Ngươi không cần y thuật, ngươi dùng miệng mà hút ra cho ông ấy. Vô tri tiểu tử, làm ô uế y thuật, ta hành y bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp kẻ nào mông cuồng như vậy. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Xong rồi. Ông sao vậy? Ông nội, vừa rồi ông trúng độc, bây giờ ông thấy thế nào rồi? Ông thấy rất tốt, như trẻ ra mấy tuổi vậy. Trương Thần Y, chuyện này là sao? Không phải ông đã nói, Diêm Vương đoạt mệnh tán này, ngoài ông ra, không ai giải được sao? Lấy máu giải độc, cậu ta không ngờ là thể chất bách độc bất xâm. Chuyện này, trên đời này, không ngờ còn có người thứ hai, có thể chất bách độc bất xâm. Thiếu chủ được cứu rồi, ta sắp được lập công lớn rồi. Cố Tinh Vũ, người thật là khốn nạn quá rồi, hạ độc chính ông nội ruột của mình, âm mưu cướp đoạt tài sản, giết người diệt khẩu. Người nghĩ kỹ, xem nên chết như thế nào chưa? Hóa ra là ngươi hạ độc ta, nhà họ Cố chúng ta, kiếp trước gây nghiệp chướng gì mà sinh ra ngươi, đứa cháu trai như vậy chứ? Ngươi thật sự đáng chết. Tôi nói cho các người biết, bây giờ tôi là người của nhà họ Triệu, có nhà họ Triệu chống đỡ. Nếu các người dám động đến tôi, thì Triệu gia chủ sẽ không tha cho các người đâu. Dám lấy cái nhà họ Triệu rách nát đó ra mà uy hiếp ta. Được, đã ngươi trung thành với nhà họ Triệu như vậy, được thôi, ta sẽ tiễn ngươi xuống, gặp Triệu Anh Kiệt. Gia chủ, cứu tôi với. Đồ vô dụng, làm hư chuyện, chút chuyện còn con cũng không làm nên trò trống gì. Triệu Nhật Như, ở đây là trụ sở tập đoàn Cố Thị, không chào đón anh, mau cút khỏi đây cho tôi. Ở đây là tập đoàn Cố Thị, sẽ nhanh chóng trở thành tài sản của nhà họ Triệu. Tôi bỏ ra 100 triệu, mua Cố Thị. Nếu ai có ý kiến gì, thì tôi sẽ tiễn người đó. 100 triệu mà muốn mua cả tập đoàn Cố Thị, sao không đi? Cướp luôn đi, nhanh hơn. Sao hả? Ngươi muốn đứng ra đòi công bằng à? Các người không có chứng cứ, lấy cái gì mà bắt Lâm Phàm đi? Ở Đông Giang này, lời nói của nhà họ Triệu tôi chính là chứng cứ, hành động của nhà họ Triệu tôi chính là quyền chấp pháp. Mang đi. Yên tâm đi, bọn họ không làm gì được tôi đâu. Đại sư, xem ra anh phải đích thân ra tay rồi. Nếu đã có ích trong việc kéo dài mạng sống cho thiếu chủ, thì tôi phải bắt cậu về. Nhóc con, là ngoan ngoãn tự mình bò đi, hay là để tôi đánh gãy tay chân, rồi bắt cậu về? Tôi thấy để tôi đánh gãy tay chân anh, rồi ném ra ngoài thì hợp lý hơn. Ngông cuồng, Tần đại sư là võ sư đầu tiên của nhà họ Tần ở Thượng Kinh, từng một mình đấu với trăm lính đánh thuê, mà bất bại. Ngươi dám ăn nói ngông cuồng như thế, sao còn chưa quỳ xuống nhận sai rồi chết đi? Nhà họ Tần ở Thượng Kinh, xem ra,
là muốn tôi đích thân ra tay rồi. Tần đại sư, chúng tôi và nhà họ Tần ở Thượng Kinh chưa từng có thù oán hay xích mích gì. Tại sao ông lại nhầm vào chúng tôi? Máu của hắn chính là tội lỗi. Đột nhiên cảm thấy, đánh gãy tay chân rồi ném ra ngoài, hình như nhẹ nhàng quá nhỉ. À. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Loại rác rưởi như anh, tôi có thể đánh 100 tên. Lâm Phàm, anh muốn làm gì? Gia chủ nhà họ Tần ở Thượng Kinh, sắp tới Đông Giang, tham gia yến tiệc Thăng Long, lúc đó sẽ trở thành chủ nhân của Đông Giang này. Anh dám động đến nhà họ Tần, yến tiệc Thăng Long, chủ nhân của Long Nha. Không sai, nhà họ Tần chính là sự tồn tại đứng trên vạn người. Cho dù là Phượng Nghiêm Các hay Trịnh Kiền Khôn, cũng phải cúi đầu xưng thần. Anh dám đối xử với nhà họ Tần như vậy, anh sẽ vạn kiếp bất phục, vậy thì tôi sẽ giết Tần Mục. Thu chút tiền thưởng trước vậy. Lâm Phàm, anh đừng kích động như vậy. Nhà họ Tần còn mạnh hơn, nhà họ Triệu gấp trăm lần, muốn bóp chết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chúng ta không thể chọc vào bọn họ đâu. Được rồi, vậy tôi không giết hắn ta nữa. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. À. Lâm Phàm, cả Tần đại sư mà ngươi cũng dám lăng mạ, ngươi chết chắc rồi. Ông nội, mọi chuyện đã xử lý xong, tiếp tục sắp xếp đi. Ta tuyên bố, từ nay về sau Cố Nhược Hy chính là gia chủ nhà họ Cố, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Lâm Phàm, anh đi ra ngoài với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh rốt cuộc còn giấu tôi chuyện gì nữa? Tôi nào có giấu cô chuyện gì? Anh coi tôi là đồ ngốc à? Lúc trước anh có thể khiến Trịnh Càn Khôn nghe lời anh, sau đó lại dây dưa không rõ ràng với Phượng Minh Các, thậm chí còn có thể tháo bom bằng tay không? Còn có chuyện còn vô lý hơn nữa là, hôm nay máu của anh lại có thể giải được loại độc quái dị của ông nội. Rốt cuộc anh là ai? Thân phận hợp pháp của tôi chính là chồng của cô. Anh không thể nói thật với tôi một câu sao? Vậy thì sau này anh đừng đến gặp tôi nữa. Nhược Hy, cho tôi thêm mấy ngày nữa, đợi tôi điều tra rõ mọi chuyện, nhất định tôi sẽ thành thật với em, trừ khi tên khốn đó đuổi theo, níu kéo tôi một lần, ít nhất là hai lần, nếu không nhất định không tha thứ cho anh ta. Điều tra rõ rồi, kẻ đứng sau chính là nhà họ Tần, nói rõ tình hình cho tôi biết, tổ chức Hydra chính là do gia chủ nhà họ Tần, Tần Trấn Đào thành lập, mục đích của hắn chính là để kéo dài mạng sống cho đứa con trai độc nhất của hắn. Ý anh là sao? Tần Trấn Đào là một người si tình, nhưng người vợ cả của ông ta mất sớm, nên ông ta dồn hết tình cảm lên người đứa con trai duy nhất là Tần Thọ. Tần Thọ thể yếu nhiều bệnh, có thần y phán rằng cậu ta sống không quá 18 tuổi. Thế là Tần Trấn Đào đã tìm đến Trương Thần Y, dùng phương pháp tà môn, độc ác để kéo dài mạng sống cho cậu ta. Đó chính là Hydra, đi khắp nơi buôn bán nội tạng người. Chẳng lẽ mục đích của bọn họ là để kéo dài mạng sống cho Tần Thọ? Đúng vậy, chị gái anh vì có thể chất đặc biệt nên đã bị nhà họ Triệu bắt đi làm dược dẫn cho Tần Thọ. Không những hại chết chị ấy, mà còn đổ tội cho anh, khiến anh bị oan mà ngồi tù. Mục đích của bà ta chính là để giam cầm anh lại, tiếp tục làm dược dẫn cho Tần Thọ. Nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, anh đã trở thành Long Nha Chi Chủ. Sau khi anh ẩn lui, trước Long Nha Chi Chủ vẫn luôn bỏ trống, nhà họ Tần vẫn luôn dốc sức vào việc này, không tiếc bỏ ra cái giá rất lớn, thuyết phục các vị trưởng lão của chiến bộ. Trong yến tiệc Thăng Long do nhà họ Triệu tổ chức tối nay, sẽ đeo long giới, trưởng quản Long Nha. Yến tiệc Thăng Long tối nay sẽ là bữa tối cuối cùng của nhà họ Triệu và nhà họ Tần. Tên Cố Lâm Phàm này, không ngờ lại không đuổi theo tôi nhất định phải mắng cho anh ta một trận nên thân. Lâm Phàm, đồ khốn. Phượng Minh Các, em thấy, hiện giờ nhà họ Tần có lẽ đã có dấu hiệu nhắm vào anh, nên em lo bọn họ sẽ ra tay với Nhược Hy và Thất Thất, em nhất định phải đích thân bảo vệ sự an toàn của bọn họ, đừng làm bừa. Ừ, em hiểu rồi. Bây giờ em đi đây. Tên Lâm Phàm này, hèn gì không đuổi theo tôi, hóa ra là dây dưa với con hồ ly tinh Phượng Minh Các đó, cũng không thèm giấu giếm tôi nữa. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Làm gì đấy? Lấy xe tôi làm gì? Này, làm gì đấy hả? Trong thẻ có 100 triệu, mật khẩu là 6 số 1.
Đây chẳng phải là tên ở rể Lâm Phàm của nhà họ Cố sao? Đây là yến tiệc Thăng Long đấy. Sao hắn ta lại tới đây? Lâm Phàm, sao ngươi không ở nhà, chờ chết cùng nhà họ Cố đi, mà chạy đến yến tiệc Thăng Long làm gì? Đây là nơi mà ngươi có thể đến sao? À, ta đến để tiễn các ngươi đi chết. Ha ha ha, ngông cuồng, bình thường ở nơi khác, hống hách một chút thì cũng được đi. Ở yến tiệc Thăng Long này, mà còn ngông cuồng như vậy. Triệu Nhật Như đâu? Bảo hắn ta cút ra đây cho ta. Nhóc con nhà ngươi, dám trực tiếp gọi thẳng tên gia chủ. Người đâu, bắt hắn ta lại cho ta, đánh gãy chân rồi ném ra ngoài. Sự nhẫn nại của ta là có hạn. Ta hỏi ngươi lần nữa, Triệu Nhật Như đâu? Mau thả tôi ra. Ở yến tiệc cùng nhà họ Tần, gia chủ và thiếu chủ đều sẽ đến. An ninh cốt lõi đều do cao thủ hàng đầu đảm nhiệm. Đợi bọn họ đến, dù ngươi có giỏi đến đâu cũng chỉ có con đường chết. Hay cho Lâm Phàm ngươi dám đến yến tiệc Thăng Long gây rối? Gan to đấy, gan rất to đấy. Gia chủ nhà họ Tần đã dặn tôi, bằng mọi giá, phải bắt được ngươi. Không ngờ, ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, vậy thì gọi cả hai cha con nhà họ Tần, đến đây cho ta. Ta sẽ xử lý bọn ngươi cùng một lúc. Danh con, không những bất kính với bà ta, mà còn dám bất kính với nhà họ Tần. Ngươi thật sự muốn chết, nói nhảm làm gì? Người đâu, trước tiên bắt thằng danh con này lại cho ta. Bảo nó quỳ xuống dập đầu trước bà ta. Ta biết ngươi rất giỏi đánh đấm, ta đã chuẩn bị cho ngươi 6 cây gậy điện 1000 watt, ta xem ngươi đối phó thế nào. Ta đối phó như thế này đấy. Lâm Phàm, ngươi tưởng giỏi đánh đấm là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Ít nhất là giải quyết ngươi thì không có vấn đề gì. Ngươi nói giải quyết ta. Ha ha ha, được thôi, tới đây, ta xem ngươi giải quyết ta thế nào. Không cần bảo vệ. Ngươi thật sự là cứng đầu. Ta không phải cứng đầu, mà là ta muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, ngươi có biết không, vợ ngươi Cố Nhược Hy, ta đã sai người bắt cô ta rồi. Thật là chán sống rồi, ngươi dám bắt cóc vợ ta, hình như ngươi không tin lắm nhỉ. Lại đây, cho hắn xem. À. Mau gọi điện cho người của ngươi, bảo bọn họ thả vợ ta ra. Lâm Phàm, có giỏi thì giết ta đi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại vợ ngươi nữa. Tới đây, giết ta đi, ngươi có thể đổi vợ mới, ngươi đang chơi với lửa đấy. Ngươi giỏi đánh đấm lắm phải không? Giỏi đánh đấm thì có tác dụng gì? Ra ngoài xã hội phải dựa vào thế lực, dựa vào bối cảnh. Loại người như ngươi, có giỏi đánh đấm đến đâu thì cả đời cũng chỉ là thằng vô dụng. Nhận thức được hiện thực chưa? Muốn vợ ngươi sống thì bây giờ quỳ xuống nói chuyện với ta. Ha ha ha. Lâm Phàm, ngươi không phải rất giỏi đánh đấm sao? Tiếp tục đánh đi, ngươi nhất định đừng quỳ xuống nhé. Ta còn muốn xem thử con danh Cố Nhược Hy đó chết như thế nào. Ta nói cho các người biết, hôm nay vợ ta mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến nơi này máu chảy thành sông. Nhận mệnh đi. Loại người như ngươi cả đời này chỉ xứng bỏ lê dưới chân ta. Ba. Theo như ta biết, ông chỉ có 3 đứa con trai. Tên này hẳn là Tần Thọ, dòng máu cuối cùng của ngươi rồi nhỉ. Ngươi cá là ta không dám giết nó sao? Ta không tin ngươi dám giết con trai ta. Ta sẽ giết vợ ngươi. Xem ra ngươi cũng không yêu quý đứa con trai út này lắm nhỉ. Cứu con. À, 2 đứa con trai của ta đều bị ngươi, thằng danh con này giết chết. Ta sẽ giết vợ ngươi. Người đâu, gọi điện, gửi video cho Lâm Phàm xem thử vợ hắn ta bị chơi chết như thế nào. Không cần gọi điện, tôi đến rồi. Nhược Hy, em không sao chứ? Không sao, chỉ là lúc bọn họ bắt em, tay bị trẹo một chút. May mà các chủ đến kịp, cứu em. Cảm ơn em, Phượng Các Vũ. Còn khách sáo với em làm gì?
Cố Nhược Hy, sao cô lại xuất hiện ở đây? Người ta phái đi bắt cô đâu? Hai tên tôm tép mà ông phái đi đó, tôi dùng một tay cũng xử lý được. Bây giờ chắc là đã bị nhốt lại, viết bản kiểm điểm rồi nhỉ? Các chủ Phương Minh Các, cô không những bán đất cho tập đoàn Cố Thị, mà còn cấu kết với nhà họ Cố đối phó với nhà họ Triệu tôi. Cô muốn gì? Chắc là vì anh ta đẹp trai đấy. Cô có biết nhà họ Triệu tôi là thuộc hạ của nhà họ Tần không? Đắc tội với nhà họ Triệu tôi chính là đắc tội với nhà họ Tần ở Thượng Kinh. Tôi có biết hay không? Có hiểu rõ hay không? Hình như cũng không liên quan lắm nhỉ. Rồi sao, nhà họ Tần ở Thượng Kinh cũng sắp tiêu đời rồi. Tiêu đời, gia chủ nhà họ Tần sẽ trong yến tiệc Thăng Long hôm nay mang theo Long Giới, sẽ trưởng quản tổ chức chiến đấu mạnh nhất thế giới, Long Nha, trở thành Long Thủ. Tần Trấn Đạo mà muốn làm Long Chủ, kiếp sau cũng đừng mơ. Ngươi muốn chết? Lâm Phàm, Hạ Các Chủ, chúng ta đi thôi. Trước đó tôi đã nghe nói, nhà họ Tần ở Thượng Kinh hôm nay đã mời rất nhiều cao thủ, đợi bọn họ đến thì chúng ta sẽ không có cơ hội đi nữa. Đi thôi. Lâm Phàm, ngươi giết hai đứa con trai của ta mà còn muốn đi, hôm nay không ai được đi cả. Xuống dưới đó chôn cùng con trai ta. Ông ta nói đúng đấy, bây giờ chúng ta chưa thể đi được, chuyện chưa kết thúc thì không ai được đi. Lâm Phàm, anh đừng làm loạn nữa, tình hình nguy cấp, chúng ta mau đi thôi. Đợi anh tiêu diệt nhà họ Tần và nhà họ Triệu rồi chúng ta đi, được không? Nhà họ Triệu thì cũng thôi đi, anh còn muốn diệt cả nhà họ Tần. Gia chủ nhà họ Tần là Long Nha chi chủ đấy, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Không có vấn đề gì đâu, tin anh đi. Hắn có thể giải quyết được nhà họ Tần và nhà họ Triệu, nhưng nhà họ Tần ở Thượng Kinh lại là sự tồn tại có thể che khuất cả bầu trời. Tôi nghĩ cô nên học cách tin tưởng anh ấy hơn một chút. Ta không đi nữa, bảo chỗ dựa của ngươi tới đi, ta sẽ xử lý hết các người. Lâm Phàm, ngươi dám đoạn tuyệt hương hỏa nhà họ Triệu, mối thù này ta Triệu Nhật như ta xin thề với trời, hôm nay nhất định phải khiến ngươi tan xác phản đoạn, không đội trời chung. Đương nhiên rồi, chờ cha con nhà họ Tần đến, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, để ngươi và hai đứa con trai của ngươi đoàn tụ dưới địa ngục. Thanh niên bây giờ càng ngày càng ngông cuồng. Vậy ta muốn xem thử, ngươi làm cách nào để đưa hai cha con ta xuống. Gia chủ họ Tần, hắn ta chính là Lâm Phàm. Thuốc dẫn của con trai tôi, gia chủ họ Tần, Lâm Phàm đã giết hai đứa con trai cuối cùng của nhà họ Triệu tôi. Ngài phải làm chủ cho nhà họ Triệu, báo thù cho tôi, đòi lại công bằng. Tốt quá rồi, hôm nay Tần Trấn Đảo ta sẽ tiếp quản Long Giới, trở thành Long Nha chi chủ. Hôm nay lại gặp được thuốc dẫn, giúp con trai ta sống thêm 50 năm, thật là song hỷ lâm môn. Gia chủ họ Tần thật là hồng phúc tề thiên, kỳ khai đắc thắng, trưởng quản Long Nha, nhất định sẽ trở thành người đứng đầu đại hạ. Bái kiến Long chủ, kẻ lòng lang dạ sói như ông không xứng làm Long Nha chi chủ. Kể từ khi vị Long chủ tiền nhiệm bị thương nặng và ẩn lui, Long Nha không có chủ, đã được 6 năm rồi, các trưởng lão chiến bộ đã lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định để ta đảm nhiệm chức vụ Long Nha chi chủ. Ta không ngờ rằng một kẻ nhà quê như ngươi ở Đông Giang lại dám nói năng bừa bãi ở đây. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Anh điên rồi, chuyện Long Vương kế vị mà anh cũng dám nhúng tay vào. Nhược Hy, nếu trên đời này chỉ có một người có thể quyết định ai là Long chủ thì người đó chính là anh. Lâm Phàm, anh thật sự vừa ngông cuồng vừa đáng cười. Cứ để cho ngươi cười đi, cười nữa đi, lát nữa ta sẽ cho ngươi xuống gặp hai đứa con trai của ngươi. Hừ, chuyện ai sẽ kế nhiệm chức Long chủ chỉ có hai khả năng có thể được công nhận. Một là do vị Long chủ tiền nhiệm mang Long Giới tìm người được chọn và công nhận người đó là Long chủ. Nếu xảy ra bất chắc thì sẽ do các trưởng lão chiến bộ chọn ra ứng cử viên. Ứng cử viên này sẽ mang Long Giới nhận chủ để được công nhận là tân Long chủ. Chỉ bằng một câu nói của ngươi đã có thể quyết định ai là Long chủ. Ngươi nghĩ mình còn có địa vị cao hơn cả các trưởng lão chiến bộ sao? Lâm Phàm, chỉ đang nói đùa với mọi người thôi. Chúng tôi hoàn toàn không có ác ý với nhà họ Triệu và nhà họ Tần. Hôm nay tôi đến đây là để đưa anh ấy đi. Vì hôm nay là ngày vui của mọi người, nên chúng tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt. Nhược Hy, không phải trước đây em vẫn luôn muốn hỏi thân phận thật sự của anh sao? Ban đầu anh định vài ngày nữa sẽ nói cho em biết, nhưng hôm nay, trước mặt nhà họ Tần và nhà họ Triệu, anh cũng không cần phải che giấu nữa. Thân phận gì chứ? Anh chính là Long Nha chi chủ.
Anh chính là người được mệnh danh là cường giả toàn cầu, được xưng tụng là binh vương đại pháp. Chẳng trách anh lại lợi hại như vậy, hình như không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Vớ vẩn, vị Long chủ tiền nhiệm đột nhiên ẩn lui cách đây 6 năm, ngay cả người truyền tin cũng chưa kịp tìm, khiến chức vị Long chủ bỏ trống suốt 6 năm, rõ ràng là đã gặp phải chuyện không may, sao có thể là người chồng này của cô được, đến lúc này rồi mà anh còn nói đùa. Cha, con khá thích người phụ nữ này. Con muốn giữ cô ta lại, đây là lần đầu tiên con trai ta thích một người phụ nữ. Cút, chờ ta lấy được thuốc dẫn từ Lâm Phàm thì người phụ nữ này sẽ là của con. Ha ha ha, cô em, từ nay về sau, cô chính là người của tôi. Ha ha, người đâu, bắt hai người bọn chúng lại đây, lên. Lâm Phàm, bây giờ bốn cao thủ của nhà họ Tần đã xuất hiện, ta xem ngươi chết như thế nào. Ngươi vậy mà có thể đánh bại bốn cung phụ mạnh nhất của nhà họ Tần ta, xem ra chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể bắt được tên nhà quê như ngươi. Hắc sát, tham lang, phá quân, đại long soái đã đến. Hôm nay là ngày long chủ kế vị, ai dám làm ồn ở đây. Ha ha ha, ngươi đã là vật trong túi của ta rồi, chờ ta nắm giữ long giới, trở thành long nha chi chủ, rồi sẽ xử lý ngươi. Đưa long giới cho ta, cho dù long giới có ở trước mặt ngươi thì đã sao, ngươi cũng không nắm giữ được đâu. Phá quân, tên này nhiều lần khiêu khích ta, ta với thân phận là người thừa kế duy nhất, ra lệnh cho các ngươi bắt hắn lại cho ta. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra tay đi. Ta đã được các trưởng lão chiến bộ công nhận, chỉ cần ta nắm giữ long giới thì có thể trở thành Long Nha chi chủ. Hai người các ngươi dám động thủ với ta là muốn tạo phản sao? Dám mạo phạm chủ nhân của chúng ta, giết ngươi cũng đáng, huống chi là ra tay. Hắn, Lâm Phàm, là chủ nhân của các ngươi. Chúng tôi bái kiến Long chủ. Anh thật sự là Long chủ sao? Sao anh nỡ lừa em chứ? Tần Chấn Đào, đừng giấy giụa vô ích nữa. Không ngờ năm đó để lại cho ngươi một mạng, lại khiến ngươi có được cơ duyên trời ban, được lão Long chủ chọn làm người kế thừa. Tiếc là mạng ngươi hèn mọn, không gánh vác nổi phú quý ngập trời này. Chỉ có ta, Tần Chấn Đào, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chị gái ta rốt cuộc có phải do ngươi giết hay không? Đúng vậy, chị gái ngươi có thể tiếp thêm mạng sống cho con trai ta, trở thành thuốc dẫn của nó, là phúc phần mà cô ta tu luyện được từ kiếp trước. Nếu đã vậy thì hôm nay cả ngươi và con trai ngươi đều phải ở lại để đền mạng cho chị gái ta. Chỉ cần ta nắm giữ được long giới, có được truyền thừa của long giới, thì cho dù ngươi là cựu Long Nha chi chủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân ta. Còn muốn tìm ta báo thù sao? Chị ở trên trời, nhất định phải xem cho kỹ, xem em báo thù cho chị như thế nào. Báo thù? Ngươi lấy gì mà báo thù? Cho dù ngươi là cựu Long chủ, nhưng ngươi ngay cả nắm giữ long giới, chọn người kế nhiệm cũng không làm được, chắc chắn chẳng khác gì kẻ bỏ đi. Đợi ta nắm giữ long giới, sau khi được truyền thừa long chủ, sẽ lấy ngươi làm thức dẫn. Á! Tần Chấn Đào, buông long giới ra. Ta được chiến ấn bảo vệ. Trên đời này ngoại trừ ta ra, còn ai có thể chống đỡ được uy áp của long giới? Nắm giữ long giới, hoảng sợ cái gì? Sao long giới có thể bị kẻ tâm thuật bất chính như hắn ta điều khiển được, để hắn ta cầm? Ha ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Kẻ hèn mọn như ngươi chỉ có thể cung cấp dưỡng chất cho những người cao quý như chúng ta. Ta nói cho người biết, lúc chị gái ngươi chết đã giãy giụa suốt 2 tiếng đồng hồ, cô ta không ngừng cầu xin chúng ta tha cho ngươi. Ngươi nghĩ có thể sao? Cho nên ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta trở thành Long Nha chi chủ. Tại sao? Ta có lệnh bài trưởng lão chiến bộ bảo vệ, cương khí của long giới, sao có thể làm ta bị thương được? Chỉ cần có ta ở đây, ta mới là chủ nhân thật sự của long giới. Ngông cuồng, một kẻ bị trọng thương, chỉ có thể ẩn lui như ngươi, mà cũng xứng để long giới nhận làm chủ sao? Ai nói cho ngươi biết, long chủ bị trọng thương ẩn lui, còn ở đó giả vờ giả vịt. Nếu hắn ta không bị trọng thương ẩn lui, thì sao có thể nhường chức long chủ, để ta cho ngươi xem, ta điều khiển long giới như thế nào? Lâm Phàm, đừng trúng kế khích tướng của Tần Chấn Đào. Nhược Hy, anh không sao, anh rất ổn, anh cũng rất bình tĩnh. Trước mặt em, anh không cần phải che giấu. Nếu anh không bị thương, anh hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh của Long Nha điều tra hung thủ đứng sau, chẳng phải tốt hơn sao? Long Nha là thế lực lớn mạnh,
động một sợi lông là ảnh hưởng đến cả cơ thể. Anh không thể vì ân oán của một gia tộc mà khiến đại hạ gặp nguy hiểm được. Cung nghênh Long chủ trở về. Sao có thể như vậy được? Sao anh có thể là Long chủ? Ta đã nói rồi, sẽ dùng mạng của các người tế điện cho chị gái tôi. Đừng tưởng ta sợ ngươi, ta liều mạng với ngươi. Đừng, đừng giết tôi, cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Chị, em đã kết hôn và sinh con gái rồi. Những kẻ hãm hại chị, em đều đã tự tay báo thù cho chị. Chị yên nghỉ đi. Thất Thất, lần trước con nói, muốn gì hạ làm mẹ nhỏ của con muốn nữa không?